Đệ nhất kiếm thần. Diệp Huyên. Tập 90. Ông chủ gật đầu, chỉ còn dư lại mỗi đầu thương. Diệp Huyên nói, có thể nhìn thử không? Ông chủ lắc đầu, chỉ bán cho người biết nhìn hàng. Diệp Huyên. Tiểu đạo đột nhiên bật cười, yên tâm đi. Ta thấy được thì chắc chắn là được, mau mua cho nàng đi. Diệp Huyên gật đầu, bán bao nhiêu vậy? Ông chủ nói, 400 luồng tiên thiên đạo khí. 400. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo cười nói, đưa gã 40 luồng tử khí là đủ. Diệp Huyên búng tay một cái, 40 luồng tử khí hiện lên trước mặt người áo đen, gã kia ngây ngươi, sau đó nói, các hạ thật sự bằng lòng dùng khí này đổi à? Diệp Huyên cười nói, sao thế, ông chủ không cần à? Người áo đen lắc đầu, tất nhiên là cần, chỉ là nếu vậy thì các hạ hơi thiệt thòi. Vì sao? Người áo đen trầm mặc một lát rồi nói, chắc là các hạ mới đến đây. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Người áo đen thu lấy 40 luồng tử khí, sau đó không nói gì nữa. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì tiểu đạo bên cạnh bỗng lên tiếng, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên do dự một lát rồi gật đầu. Tiểu đạo dẫn Diệp Huyên đi về phía trước, vừa đi, tiểu đạo vừa xòe lòng bàn tay ra, đầu thương màu đen kia lập tức xuất hiện trong tay nàng ta. Nàng ta nhìn Diệp Huyên một cái rồi bỗng nhiên cầm lấy đầu thương đâm mạnh vào ngực hắn. Thoáng chốc, Diệp Huyên đã bị đẩy lùi đến mấy chục trượng, sau khi hắn dừng lại, một vệt máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng hắn. Diệp Huyên nhìn thân thể của mình, giáp trúc long của hắn vẫn hoàn hảo không sứt mẻ gì, thế nhưng thân thể ở dưới mảnh giáp đã rạn nứt thành hình mạng nhện. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo. Tiểu đạo cười nói, cấp bậc của đầu thương này thấp hơn giáp trúc long của ngươi, cũng không thể gây thương tổn lên giáp trúc long được, nhưng nó có một chỗ đặc biệt, đó chính là xuyên thấu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, xuyên thấu. Tiểu đạo gật đầu, trong đầu thương này có ẩn chứa một lực lượng đặc biệt, cũng chính là năng lực xuyên thấu, năng lực này có thể bỏ qua giáp của ngươi, đâm thẳng vào thân thể. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc. Lúc này tiểu đạo lại cười nói, nhưng ngươi thì khác, ngươi không chỉ có giáp trúc long, mà còn có bất tử chi thân, nếu ngươi cùng lúc dùng giáp trúc long và bất tử chi thân thì thế gian này chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay mới kết liễu được ngươi thôi. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn đầu thương trong tay rồi lại lắc đầu, đúng là bảo vật tốt, nhưng tiếc là chỉ có mỗi đầu thương, không có thân. Trương Văn Tú ở bên cũng gật đầu, có thể thấy nàng cũng rất thích đầu thương này. Nhưng không có thân thương thì cũng vô dụng thôi. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, thân thương à, không phải chuyện này đơn giản lắm sao? Hai người Diệp Huyên vội vàng nhìn sang tiểu đạo xòe lòng bàn tay ra, một khối sắt đen kịt xuất hiện trong tay nàng ta, đây là thiên thạch tinh thần, dùng làm thân thương thì quá tốt luôn. Diệp Huyên nhìn khối thiên thạch kia, thiên thạch tinh thần. Tiểu đạo gật đầu, một thiên thạch vô cùng tốt, chỉ cần 100 luồng tử khí thôi. 100 luồng tử khí. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, tiểu đạo cô nương, cô đang ăn cướp đấy à? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ta ra giá hữu nghị lắm rồi đấy nhé. Diệp Huyên cạn lời, hắn không mặc cả nữa, búng tay một cái, 100 luồng tử khí xuất hiện trước mặt tiểu đạo. Tiểu đạo vừa cười vừa nhận tử khí, sau đó nói, tốt nhất là ngươi đưa hai thứ này cho ông lão thợ rèn ở Vĩnh Sinh chi địa ấy. Với kỹ thuật của ông ta thì có thể nâng cấp thương này lên vài bậc nữa. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Tiểu đạo cười rồi nói, đi tiếp xem, phía trước có thể sẽ còn nhiều thứ tốt hơn nữa. Nói xong nàng ta lại rảo bước đi. Diệp Huyên quay sang nhìn Trương Văn Tú, nếu thích gì thì cứ nói với ta. Trương Văn Tú lạnh nhạt hỏi, người mua à? Diệp Huyên cười, mua chứ, cô thích gì ta cũng mua hết. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, ta thích bộ giáp của ngươi. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó hắn búng tay một cái, giáp trúc long lập tức xuất hiện trước mặt Trương Văn Tú. Trương Văn Tú hỏi, ngươi nghĩ là ta sẽ không lấy sao? Nếu cô thích thật thì cứ mượn đi. Trương Văn Tú nhận lấy giáp trúc long rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên bật cười, rồi cất bước đi theo. Lúc này, tiểu đạo ở phía xa xa quay đầu nhìn Diệp Huyên. Nàng ta cũng cười hỏi, ngươi cam lòng thật đấy à? Diệp Huyên cũng cười đáp lại, sao lại không? Tiểu đạo cười mỉm, sau đó không nói gì nữa. Chốc lát sau, Diệp Huyên đã thấy được một cửa hàng nhỏ ở trước mặt.
Tiểu đạo, trong cửa hàng kiểu này e là không có gì nhiều, nhưng chắc chắn đều là thứ tốt. Diệp Huyên nhìn lướt bốn phía rồi nói, tiền bối, chỗ này có ăn cướp không? Tiểu đạo bật cười rồi đáp, cũng không phải là không có, nhưng người ở đây đều không đơn giản, người có suy nghĩ này thường chết rất thảm. Nói xong nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, không phải ngươi nghĩ như vậy đấy chứ. Diệp Huyên vội lắc đầu, ta không phải là ngươi như thế đâu. Tầng 9 bỗng chen vào, ngươi chính là người như vậy. Diệp Huyên. Lúc này tiểu đạo bỗng dừng lại, nàng ta nhìn cửa hàng nhỏ trước mắt, trong cửa hàng chỉ bày lác đác vài thứ. Ông chủ là một gã trung niên mặc áo bào gai. Ông chủ nhìn ba người Diệp Huyên rồi cưới nói, ba vị có nhu cầu gì? Tiểu đạo khẽ mỉm cười, để xem thử đã. Ông chủ gật đầu, cứ xem thoải mái, nhưng không được chạm vào. Tiểu đạo gật gật đầu, nàng ta nhìn những món đồ kia, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào một hạt châu to bằng một ngón cái. Ông chủ cười nói, cô nương có mắt nhìn thật đấy. Tiểu đạo quan sát hạt châu kia một lúc rồi hỏi, bao nhiêu? 200 luồng tiên thiên đạo khí. Tiểu đạo lắc đầu, không đáng. Vậy mời cô nương sang tiệm khác. Tiểu đạo gật đầu, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta sang tiệm tiếp theo đi. Diệp Huyên gật đầu, đúng lúc này ông chủ lại bỗng nói, cô nương, nếu cô thích thì lấy cô 190 luồng thôi vậy. Tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười, thứ này của ông nhiều nhất chỉ 100 luồng, ông hét giá 190, rõ là đang muốn lừa tiền chúng ta. Ông chủ híp mắt lại, các hạ, cô phân biệt được hàng tốt xấu à? Tiểu đạo cười nói, nơi này có lẽ không ai biết nhìn hàng bằng ta đâu. Ông chủ cười ha ha rồi nói vậy hẳn là các hạ có nhiều bảo vật lắm. Cũng tạm. Ồ, ông chủ khẽ cong khóe miệng lên, vậy các hạ, chúng ta đánh cược đi, cô thấy sao? Tiểu đạo nhìn ông chủ kia, cược cái gì? Than chủ cười nói, cô lấy ra một vật, ta lấy ra một vật, để người khác đánh giá xem bảo vật của ai tốt hơn. Nếu bảo vật của ta không sánh bằng thì cửa hàng này có thứ gì cô thích, cô cứ cầm đi. Nghe vậy Diệp Huyên ở cạnh phải lắc đầu. So bảo vật với tiểu đạo cơ à? Bị thiểu năng hả? Ngay cả người toàn thân là thần khí thần trang như hắn còn không dám so bảo vật với tiểu đạo nữa là. Nghe ông chủ nói thế, tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười, ông chắc chưa? Chắc. Tiểu đạo ngẫm một lúc rồi nói, chỉ bằng tăng tiền cược đi. Tăng thế nào? Đổi thành được quyền chọn lấy một bảo vật trên người người thua đi. Ông chủ nhìn tiểu đạo, không nói gì. Khóe miệng tiểu đạo hơi cong lên, sao thế, không dám à? Ông chủ trầm mặc một lúc, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên ở bên cạnh bỗng kéo tay áo tiểu đạo, khẽ nói, tỷ ơi, cô kích động quá rồi đấy, chúng ta đi thôi. Tiểu đạo chừng Diệp Huyên một cái, đừng xen mồm vào. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì ông chủ kia bỗng cười ha ha, cũng được, ta cược với cô. Nói xong, ông ta xòe lòng bàn tay ra, một miếng vải xuất hiện trong tay ông ta, Diệp Huyên nhìn miếng vải này thì ngẩn cả người. Vải trúc long, nhưng không phải vải ngược, chỉ là vải thường mà thôi. Chấm chấm chấm, ông chủ nhìn tiểu đạo rồi khẽ mỉm cười, các hạ biết đây là thứ gì không? Tiểu đạo gật đầu, vải trúc long. Ông chủ híp mắt lại, cô biết à? Tiểu đạo cười, sau đó xòe tay ra, trong tay nàng cũng là một miếng vải chú long, nhưng điểm khác biệt là miếng vải đó là vải ngược. Vải ngược của rồng, đây chính là miếng vải cứng nhất trên người trúc long. Thấy miếng vải này, ông chủ kia lập tức ngây cả người. Chẳng mấy chốc, sắc mặt của ông ta đã sầm lại. Diệp Huyên bên cạnh cũng có hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng tiểu đạo này cũng có vải ngược của trúc long. Người phụ nữ này rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật thế? Lúc này tiểu đạo đột nhiên cười nói, ông thua rồi. Ông chủ nhìn tiểu đạo, các hạ có cả thần vật như vậy ư? Tiểu đạo cười nói, ông thua rồi. Ông chủ trầm mặc. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, đừng nói ông cược thua nhưng không chịu chung đấy nhé. Ông chủ đột nhiên cười bảo, sao vậy được? Các hạ, cô thích thứ gì trong cửa hàng này thì cứ tùy ý lấy một cái đi. Tiểu đạo lắc đầu. Không đúng không đúng, ban nãy ta nói rồi mà, chọn bảo vật trên người đối phương, ta muốn bảo vật trên người ông. Nghe thế, khóe miệng ông chủ cong lên nụ cười dữ tợn, các hạ biết đùa thật. Ta đã nói câu đó bao giờ đâu. Chơi xấu. Diệp Huyên lắc đầu, ông chủ này định chơi xấu à?
mà còn chơi xấu với tiểu đạo, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Tiểu đạo đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên, người thấy chúng ta nên làm gì? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tiểu đạo cô nương, cô nên lấy đức thu phục người. Lấy đức thu phục người. Tiểu đạo cười ha ha, đúng, chúng ta nên dùng tấm lòng bao la để cảm hóa ông ta. Nói xong, nàng ta nhìn ông chủ nọ, ta cảm thấy ông nên biết điều một chút. Ông chủ cười cười, sau đó bảo, cô nương, ta nói rồi mà, cô có thể lấy một món bất kỳ ở trong cửa hàng này. Ban nãy ông không nói như thế. Ông chủ nhìn tiểu đạo, ta hối hận rồi. Tiểu đạo đột nhiên tát một cái. Thoáng chốc, ông chủ kia chưa kịp trở tay đã bị đánh bay ra ngoài, không chỉ vậy, cửa hàng nhỏ của ông ta cũng lập tức hóa thành tro bụi. Tích tắc ấy, vô số người trên cầu đều dồn dập đưa mắt sang đây. Động tay động chân ở nơi này là một hành động không sáng suốt lắm. Bởi vì người ở nơi này chắc chắn không phải hạng tầm thường, hơn nữa chỗ này cũng có trật tự riêng. Khoảnh khắc thấy tiểu đạo ra tay, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức nghiêm lại. Thực lực của tiểu đạo mạnh đến đâu? Đây cũng là một điều bí ẩn. Hắn chỉ biết là rất mạnh. Phía xa xa, thân thể ông chủ kia đã bị tiểu đạo tát một cái đã nát bấy. Bây giờ ông ta đã biết mình lỡ chọc phải người không nên chọc rồi. Ông chủ chỉ còn lại dạng linh hồn nhìn tiểu đạo, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cô nương, ta chịu thua, cô có thể tùy ý lấy một món bảo vật trên người ta. Một món? Tiểu đạo lắc đầu cười, không, bây giờ ta đổi ý rồi. Ta muốn tất cả bảo vật của ông. Nghe thế, sắc mặt của ông chủ trở nên vô cùng khó coi, đúng lúc này. Một ông lão áo xám đột nhiên xuất hiện cách trước mặt tiểu đạo không xa, lão nói các hạ, cô không nên ra tay ở đây. Tiểu đạo trừng mắt, ta cứ ra tay đấy, ông đánh ta đi. Nói xong nàng ta lại tát thêm một cái nữa. Oanh! Mục tiêu lần này vẫn là ông chủ kia, bây giờ ông ta đã không thể phản kháng lại, hơn nữa linh hồn lại bị trọng thương, trở nên mờ ảo, sắp sửa biến mất. Diệp Huyên! Ông lão áo xám nhìn tiểu đạo. Lão không ra tay, bởi vì lão biết mình không phải là đối thủ của người này. Có điều trong mắt lão ta lại không có lấy chút sợ hãi nào, lão xòe tay ra, một lá bùa chợt hiện lên rồi biến mất. Gọi người. Diệp Huyên ở bên cạnh lắc đầu, mấy người này cũng thật là, đắc tội ai không đắc, cứ phải chọc vào tiểu đạo. Tiểu đạo không quan tâm đến ông lão áo xám nữa, nàng ta nhìn về phía ông chủ sắp tan biến kia rồi cười nói. Thật ra ta đã sớm biết ông không cam lòng thua cuộc rồi. Ông chủ nhìn chằm chằm vào tiểu đạo, người có biết ta là ai không? Tiểu đạo nhún vai một cái, không quan tâm. Nói xong nàng ta vươn tay phải lên, một cái túi nhỏ màu đen đột nhiên bay ra từ trong áo của ông chủ, sau đó rơi xuống bàn tay nàng. Tiểu đạo ước lượng túi nhỏ trong tay một lát rồi mới cười, cũng được đấy. Nói xong, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, e là không đi được. Vừa nói xong, xung quanh bỗng có vài luồng hơi thở mạnh mẽ xuất hiện, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và tiểu đạo, ông ta mặc một bộ cẩm bào, trong tay là một chiếc quạt nhỏ. Người đàn ông trung niên quan sát tiểu đạo một phen rồi cười hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyên bỗng nói, các ngươi không biết nàng à? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên. Sao thế, chúng ta phải biết à? Diệp Huyên cười cười, không nói gì nữa. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía tiểu đạo, cô nương xưng hô như thế nào? Tiểu đạo cười nói, ta không có chỗ dựa đâu, người muốn làm gì thì cứ nói thẳng đi. Người đàn ông trung niên nhìn tiểu đạo, cô nương hẳn phải biết quy củ nơi đây. Biết, đã biết mà cô nương còn động thủ giết người được, xem ra cô nương có chỗ dựa lớn lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu đạo lắc đầu, ta không muốn phí thêm thời gian nữa. Nói xong, người đàn ông trung niên mở bàn tay ra, một lệnh bài bỗng xuất hiện. Lúc này, phía xa xa bỗng có một bóng đen hiện thân, một khắc sau, bóng đen kia lập tức mang theo luồng sức mạnh khổng lồ lao về phía tiểu đạo. Thấy cảnh này, Diệp Huyên vội vàng kéo Trương Văn Tú lui sang một bên. Tất nhiên hắn không có gì phải lo cho tiểu đạo cả. Người khác không biết sự khủng bố của người này, nhưng hắn biết. Phía xa, tiểu đạo không hề mất bình tĩnh, nàng ta tiện tay vung lên một cái.
Luồng sức mạnh to lớn kia lập tức tan biến thành mây khói. Sau khi nguồn sức mạnh kia biến mất, một ông lão đã đứng trước mặt tiểu đạo. Lão đang định nói chuyện thì tiểu đạo đã vung tay phải lên. Ông lão kia còn chưa kịp nói gì là đã thần hồn câu diệt. Thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên giật lên, yên lặng không nói lời nào. Mà vẻ mặt của người đàn ông trung niên đứng cách đó không xa cũng cứng đờ, ông ta định nói chuyện thì tiểu đạo đột nhiên nhìn về phía ông ta, một khắc sau, tiểu đạo bước lên một bước. Người đàn ông trung niên hóa thành cho bụi. Diệp Huyên, giết trong nháy mắt. Diệp Huyên liếc mắt nhìn tiểu đạo, biết tiểu đạo này giận thật rồi. Tiểu đạo nhìn về phía ông lão áo bảo xám, còn gọi ai nữa không? Ông lão áo bảo xám liếc mắt nhìn chằm chằm vào tiểu đạo các hạ. Tiểu đạo cười, gọi tiếp đi. Sắc mặt ông lão áo xám vô cùng khó coi. Gọi người. Lão biết bọn họ đã chọc phải người không nên dây vào. Đúng lúc này, một tiếng cười đột nhiên vang vọng, hóa ra là tiểu đạo cô nương. Nghe thấy giọng nói này, ông lão áo xám kia bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm kia vừa dứt, một người đàn ông trung niên hông đeo trường kiếm bỗng xuất hiện trước mặt tiểu đạo. Người đàn ông trung niên nhìn tiểu đạo rồi cười hỏi, tiểu đạo cô nương, ai chọc giận cô vậy? Tiểu đạo nhìn đối phương, bảo tộc trưởng các ngươi đến đây. Nghe thế, sắc mặt của người nọ sầm lại, tiểu đạo cô nương, không đến mức đó chứ. Tiểu đạo bỗng bước lên một bước, sau đó búng tay một cái, người đàn ông trung niên kia biến sắc, lập tức rút kiếm ra. Vèo. Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp chân trời. Người đàn ông trung niên vừa tung chiêu kiếm đó ra, một luồng sức mạnh thần bí đã kéo đến. Trong phút chốc, kiếm của ông ta lập tức nổ tung. Một khắc sau, luồng sức mạnh đó đánh thẳng vào người ông ta. Ầm ầm. Thân thể ông ta lập tức nổ tung, chỉ còn lại một tia linh hồn. Người đàn ông trung niên chỉ còn mỗi linh hồn ngây ra như phỗng, không đỡ được một chiêu. Ông ta biết tiểu đạo bởi vì nàng ta từng đến đây trước đây, nhưng ông ta không rõ thực lực của tiểu đạo, bây giờ thì hay rồi. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên cười nói, cho dù tộc trưởng các ngươi đến cũng không yên chuyện được đâu. Nói xong, nàng ta đột nhiên nắm tay phải lại. Linh hồn của người đàn ông kia lập tức hóa thành hư vô. Tiểu đạo nhìn về phía chân trời, nào, đến Ma La một chuyến. Nói xong. Nàng ta đi về phía xa xa. Diệp Huyên vội vàng theo sau tiểu đạo, trên đường, tiểu đạo cười nói, biết tại sao ta lại giận thế không? Diệp Huyên ngập ngừng một chốc rồi lắc đầu. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, ban đầu ta cứ tưởng rằng sẽ có người đến nói đạo lý với ta, tiếc là không có. Bọn họ ai đến cũng muốn uy hiếp hoặc ra tay với ta, nhưng chẳng ai hỏi căn nguyên sự việc đúng sai ra sao. Nói xong. Nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, ta đã từng gặp tiên tri, không thể không nói, ta cảm thấy hắn có nhiều suy nghĩ hay ho lắm, đáng tiếc là hắn không thể thay đổi được thế giới này. Diệp Huyên trầm giọng nói, không thể khiến vạn vật cân bằng được. Tiểu đạo gật đầu, không thế được, nhưng ta cảm thấy trên đời này vẫn phải có công lý. Ban nãy ông chủ kia nếu cam lòng chịu thua, ta sẽ chỉ lấy ông ta một bảo vật chứ không tước mạng, nhưng ngươi cũng thấy rồi đó, ông ta đã chọn cái nào. Diệp Huyên cười nói, tiểu đạo cô nương, thế giới này nhiều lúc phải nói chuyện bằng nắm đấm của ai mạnh hơn, thì người đó có đạo lý. Tiểu đạo gật đầu, vì thế bây giờ ta so đấm với bọn họ, nếu ta đoán không nhầm, ta mà mạnh hơn họ thì bọn họ sẽ bắt đầu nói đạo lý với ta. Diệp Huyên đang định tiếp lời thì tiểu đạo đột nhiên nói, đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lại nhìn lên, trong vùng tinh không gần trước mặt hắn có một tòa cung điện khổng lồ. Trước cửa điện có một pho tượng người đàn ông cao đến trăm trượng. Tiểu đạo chỉ vào pho tượng kia rồi cười bảo, đó chính là vị tộc trưởng trước của Ma La tộc, mạnh lắm. Diệp Huyên hỏi, còn sống không? Ngươi đoán đi. Diệp Huyên lắc đầu, ta không đoán. Tiểu đạo cười ha ha, đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu đạo, lão cung kính thi lễ với nàng ta một cái, tiểu đạo cô nương, chuyện ban nãy ta đã điều tra rõ ràng. Là vì chủ hàng kia thất tín trước, tiểu đạo cô nương giết gã cũng là lẽ hiển nhiên. Tiểu đạo nhìn ông lão rồi cười bảo, vậy chuyện ta giết người của Ma La tộc các ngươi thì sao? Ông lão im lặng một chốc rồi nói, tiểu đạo cô nương, không thể khinh người quá đáng như vậy được. Tiểu đạo cười ha ha, hôm nay nếu Ma La tộc không cống cho ta đủ đồ tốt, ta sẽ không đi đâu cả.
Nghe thế, khóe miệng Diệp Huyên giật giật lên, đây là trấn lột mà. Chẳng lẽ đa số bảo vật của người này là do cướp về được à? Trấn lột. Diệp Huyên càng lúc càng cảm thấy đống bảo vật của tiểu đạo là do cướp được mới có. Tiểu đạo vừa nói xong, trong tòa cung điện xa xa kia bỗng có một ông lão đi ra. Người này chính là tộc trưởng Ma La tộc hiện tại Ma La Danh. Tiểu đạo nhìn ông lão kia rồi cười nói, ông lão này này không đơn giản, thực lực của lão có thể làm rách giáp trúc long. Diệp Huyên. Khí thế quanh người Ma La Danh kia như cuồng phong, không ngừng tỏa ra bốn phía, mà Diệp Huyên cũng cảm giác được, đối phương đã thu liễm lại rồi, nhưng không thể thu hết hoàn toàn được. Theo lý mà nói, cường giả cỡ này không thể xuất hiện tình trạng này được. Như biết Diệp Huyên nghĩ gì, tiểu đạo đột nhiên cười nói, lão sắp đột phá, sau đó bị ta làm gián đoạn. Gián đoạn. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, tiểu đạo này lại chọn đúng lúc quá cơ. Sau khi đạt đến trình độ của cường giả kiểu Ma La Danh thì việc đột phá chắc chắn là vô cùng khó. Vậy mà bây giờ lão lại bị tiểu đạo làm gián đoạn. Có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyên vội vàng đứng ra sau lưng tiểu đạo, hắn không muốn bị liên lụy đâu. Lỡ như Ma La tộc kia chập mạch, không nhằm vào tiểu đạo nữa mà nhằm vào hắn thì sao giờ? Xa xa, Ma La Danh dừng lại, rồi nhìn về phía tiểu đạo, trong mắt ánh lên một tia phức tạp, hóa ra là tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười nói, chúng ta đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Ông nói xem giải quyết như nào đi. Nếu ta không hài lòng thì ta sẽ giết sạch cường giả đứng đầu Ma La tộc. Giết sạch. Nghe thế, mí mắt Diệp Huyên giật lên liên tục, người phụ nữ này. Ma La Danh nở nụ cười cay đắng, tiểu đạo tiền bối, đây chỉ là một chuyện nhỏ, cần gì phải giận đến thế. Ta cứ giận đấy. Ma La Danh trầm mặc. Bọn họ thật ra cũng không biết lai lịch thật của tiểu đạo, chỉ biết người phụ nữ này không đơn giản, còn nàng ta mạnh bao nhiêu thì chẳng ai biết. Mà sở dĩ lão biết tiểu đạo là vì lúc xưa lão đã từng theo tộc trưởng Ma La tộc đời trước đến gặp tiểu đạo, khi đó tộc trưởng tiền nhiệm đã nói với lão một câu, đừng chọc vào cô gái này. Đừng chọc vào. Ma La Danh suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu đạo cô nương muốn thế nào? Tiểu đạo nhìn Ma La Danh, ta cũng không biết, chỉ cần các ngươi làm ta hài lòng là được, nếu không thì ta ra tay đấy nhé. Ma La Danh lắc đầu, tiểu đạo cô nương. Cô hơi bắt nạt người ta đấy. Tiểu đạo cười nói, cường giả Ma La tộc các ngươi đến tìm ta trước, chưa tìm hiểu nguyên do là đã lên mặt uy hiếp ta, các ngươi có tính như vậy là bắt nạt người khác không? Ma La Danh trầm giọng nói, bọn họ không biết thân phận của cô. Khóe miệng tiểu đạo hơi cong lên, vậy là các ngươi nói đạo lý cũng phân biệt đối xử đúng không? Đối phương yếu thì nói chuyện bằng nắm đấm, còn mạnh thì lại quay về nói năng đàng hoàng, đúng chứ? Ma La Danh trầm mặc một lát rồi bảo, đây là lỗi của Ma La tộc ta nhận sai với cô, chuyện này xem như bỏ qua. Tất nhiên chợ giao dịch tự do ngày sau không hoan nghênh các hạ nữa, thế nào? Nghe thế, Diệp Huyên đứng bên cạnh bỗng lắc đầu. Ông lão này căn bản không phải đến giải quyết sự tình, mà là đến kiếm chuyện thêm thì có. Không hoan nghênh tiểu đạo nữa. Đây là xin lỗi. Đuổi người thì có. Người ngoài nhìn thì thấy tiểu đạo có thể là kẻ cọc cằn không chịu yên chuyện, nhưng với Diệp Huyên thì lại khác, hắn biết rõ, nếu tiểu đạo không có thực lực mạnh mẽ thì chắc chắn đã bị ông chủ ban nãy làm hại, nếu thực lực nàng chỉ ở mức bình thường thì cũng chắc chắn bị Ma La tộc này xử gọn. Thực lực. Đây là thế giới lấy thực lực làm tiền đề mọi chuyện. Thực lực thế nào sẽ có đãi ngộ tương ứng thế đấy? Người ngoài bây giờ chỉ thấy tiểu đạo lấy thế đè người. Nhưng chẳng ai biết nếu tiểu đạo không có thực lực, thì kết cục của nàng chắc chắn cũng chẳng mấy tốt đẹp. Khi nghe Ma La Danh nói thế, tiểu đạo đột nhiên nở nụ cười. Tiểu đạo lắc lắc đầu, sau đó nói, năm đó ta cảm thấy Ma La tộc sa sút đúng là khá đáng tiếc, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy, các ngươi kém cỏi hơn tổ tiên của mình không chỉ một hai điểm thôi đâu. Nói đến đây, nàng ta quay quanh nhìn bốn phía, nếu đã thế thì để cho Ma La tộc hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này đi. Nghe vậy, Ma La Danh bỗng híp hai mắt lại, các hạ lớn lối thật. Tiểu đạo cười, nàng ta xòe lòng bàn tay ra, trong tay nàng có một cây châm dài đỏ như máu, khoảnh khắc cây châm kia xuất hiện, sắc mặt Diệp Huyên lập tức đanh lại. Nguy hiểm! Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này đây,
hắn có một trực giác, rằng giáp trúc long của hắn tuyệt đối không cản lại được cây châm dài này. Đây là thần vật gì vậy? Diệp Huyên vô cùng tò mò. Mà lúc này, sắc mặt của Ma La Danh cũng thay đổi. Bởi vì lão ta cũng cảm nhận được nguy hiểm. Ma La Danh trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, lẽ nào cô thật sự muốn làm vậy? Ma La tộc ta truyền thừa mấy vạn năm. Đúng lúc này, cây châm đỏ như máu trong tay tiểu đạo đột nhiên hóa thành một luồng sáng màu máu bắn ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, không gian mấy vạn dặm xung quanh lập tức nứt ra, cùng lúc đó, vô số ánh sao trong tinh không cũng bị dập tắt. Phía xa xa, Ma La Danh đã tái bệch mặt đi, lão đột nhiên chập hai tay lại, vạn tinh quy nguyên. Vô số tinh thần chi lực ở vùng tinh không xung quanh lập tức hội tụ lại trước mặt lão ta, những lực lượng này sau khi tập hợp lại thì ngưng tụ thành một bức tường tinh thần, cùng lúc ấy, không gian trước mặt lão đang bắt đầu đông đặc lại. Mà đúng lúc này, cây châm kia đã lao đến. Vèo! Cây châm dài đột nhiên ngân lên một tiếng xé rách nhẹ nhàng, Diệp Huyên vội vàng nhìn về phía Ma La Danh, cuống họng lão ta đã bị cây châm gắm vào. Giết trong nháy mắt. Ma La Danh gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu đạo, đây là thần vật gì? Tiểu đạo cười cười, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhấc lên, cây châm dài kia lập tức bay về tay nàng ta, khi cây châm dài về lại tay chủ nhân thì thân thể Ma La Danh cũng bắt đầu trở nên mờ ảo. Lúc này đây, Ma La Danh hối hận rồi. Lúc trước lão cảm thấy dù thực lực của bản thân có phần chênh lệch với người phụ nữ này, nhưng chắc cũng không quá lớn. Nhưng bây giờ đối phương đã dùng thực lực nói cho lão biết, sự chênh lệch này là vô cùng lớn. Đáng tiếc nhân gian không có thuốc hối hận. Ma La Danh nhìn về phía tiểu đạo, các hạ, ngàn sai vạn sai là lỗi của Ma La tộc ta, hy vọng sau khi ta chết đi, cô có thể chừa cho Ma La tộc một con đường sống. Tiểu đạo cười nói, nếu không thì sao? Ma La Danh nhẹ giọng nói, các hạ. Lão còn chưa nói xong thì đã biến mất hoàn toàn. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyên ở bên cạnh trầm mặc. Lúc này tiểu đạo đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, có phải thấy ta tàn nhẫn lắm đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Thật ra hắn biết tính cách của tiểu đạo, nàng ta không phải là người không biết đúng sai, tất nhiên lần này tiểu đạo cũng có chút giận quá mức. Tiểu đạo cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hiển nhiên tiểu đạo đã không chọn cách tiêu diệt toàn tộc Ma La. Chỉ chốc lát. Tiểu đạo dẫn theo Diệp Huyên đến trên cầu lại, lúc đi nàng ta chẳng nói lời nào. Diệp Huyên cùng Trương Văn Tú chậm rãi theo chân nàng ta, cũng không nói chuyện. Một chốc sau, tiểu đạo đột nhiên lên tiếng, sao không nói chuyện? Diệp Huyên vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, vừa nãy châm kia là gì vậy? Có thể cho ta mượn xem được không? Xem. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, chỉ được nhìn từ xa, không được đến gần. Nói xong. Nàng xòe lòng bàn tay ra, một cây châm dài đỏ như máu xuất hiện trong tay nàng ta. Diệp Huyên đi tới trước mặt tiểu đạo, hắn quan sát tỉ mỉ cây châm dài kia, nó phải dài bằng một cánh tay em bé, toàn thân đỏ như máu, tựa như được ngưng đọng từ máu tươi vậy. Không chỉ thế, đầu châm vô cùng sắc nhọn, nó còn tản ra một luồng khí lạnh thấu xương. Mà Diệp Huyên phát hiện, ở đuôi châm còn có một sợi tơ hồng cực kỳ nhỏ. Diệp Huyên hỏi, đây là... Tiểu đạo cười nói, vận mệnh chi châm, đến từ một thời đại rất xa xôi, dùng tốt lắm. Có thể đâm thủng giáp trúc long của ta đúng không? Nếu so với giáp trúc long thì nó hơn được 2 cấp. 2 cấp? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, những món thần khí này còn phân chia cấp bậc nữa à? Tiểu đạo cười nói, bên ngoài thì không, nhưng ta thì có. Diệp Huyên vội vàng hỏi, phân thế nào? Tiểu đạo khẽ mỉm cười, sau đó đáp, ở chỗ này của ta, bảo vật trên thế gian chia làm 3 loại, loại thứ nhất là bảo vật, giống như giáp trúc long cùng mấy thanh kiếm của ngươi, loại này chỉ có thể gọi là bảo vật. Thứ hai là thần vật, cũng chính là thần khí, như bút thiên đạo, cái này có thể xưng là thần khí đấy. Loại thứ ba là thần khí viễn cổ, ví như vận mệnh chi châm trong tay ta đây. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô còn bảo vật tốt hơn châm này không? Tiểu đạo gật đầu, còn, thế nên nếu nói đúng ra thì còn có loại thứ tư nữa, đó là thần khí tối cao, nhưng thứ này vô cùng hiếm thấy, dù là ta thì cũng chỉ có 10 mấy món thôi. 10 mấy món? Vẻ mặt Diệp Huyên chợt cứng lại.
chỉ có mười mấy món. Chỉ có. Diệp Huyên suýt chút nữa đã té xỉu. Khi tiểu đạo nói chuyện vô hình chung đã hại người ta đấy. Tiểu đạo nhìn về phía cây châm dài kia, cây châm này được vận mệnh chi lực tạo thành, vô cùng đặc biệt, giáp trúc long của ngươi đứng trước nó dù không phải là quá yếu, nhưng cũng không được xem là cứng rắn. Tất nhiên, ngươi yên tâm đi, trên thế gian này, thứ có thể xuyên thủng giáp trúc long của ngươi có rất ít. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, cô có bán châm này không? Tiểu đạo lập tức thu hồi lại vận mệnh chi châm, cười hì hì, không nói lời nào. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, ta thật lòng muốn có đấy. Không bán. Diệp Huyên cũng đành chịu. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi dạo sang chỗ khác. Diệp Huyên gật đầu. Chỉ chốc lát sau, tiểu đạo đã dẫn Diệp Huyên đến trước một cửa hàng nhỏ khác. Ông chủ là một người đàn ông trẻ tuổi, người kia thấy tiểu đạo thì chào một tiếng, chào cô nương. Tiểu đạo khẽ gật đầu, ta xem hàng thử. Người đàn ông cười nói, cô nương cứ thoải mái. Tiểu đạo quan sát cửa hàng này một lượt, sau đó ánh mắt nàng ta lại rơi vào một thanh đao tàn. Chuôi đao kia có hình bán nguyệt, lưỡi đao còn bị thủng mấy chỗ. Tiểu đạo quan sát một lúc rồi hỏi, người lấy vật này từ đâu? Người đàn ông có chút do dự. Tiểu đạo búng tay một cái, hai sợi tử khí hiện lên trước mặt người đàn ông, người nọ sáng mắt lên, lập tức cất đi rồi đáp chiến trường cổ. Nghe vậy, tiểu đạo bỗng híp hai mắt lại. Chấm chấm chấm. Chiến trường cổ. Thấy tiểu đạo im lặng. Diệp Huyên quay sang hỏi, tiểu đạo cô nương, chiến trường cổ này là? Nàng ta chỉ khẽ nói, đi thôi. Rồi xoay người đi về phía xa. Diệp Huyên và Trương Văn Tú vội vàng theo kịp. Khi lên cầu, tiểu đạo bỗng mở miệng, chiến trường cổ là một nơi vô cùng đặc biệt. Nó từng bị phong ấn, nhưng nay đã được giải trừ. Diệp Huyên, đặc biệt ở chỗ nào? Tiểu đạo nhìn hắn, nơi ấy từng phong ấn một, à không, phải là rất nhiều con ác ma mới đúng. Diệp Huyên cau mày, ác ma, dạng như phục ách hư. Tiểu đạo gật đầu, từng có một trận đại chiến xảy ra ở chiến trường cổ, từ đó đã phá hủy một thời đại. Sau đó nó đã bị phong ấn, nhưng không ngờ bây giờ lại được mở ra. Hắn lại hỏi, bị ai phong ấn? Tiểu đạo khẽ nói, vị từng là thiên đạo kia. Thiên đạo. Diệp Huyên, thiên đạo lợi hại lắm đúng không? Tiểu đạo cười, ngươi nói thử xem. Thấy hắn do dự rồi mở miệng, nàng ta ngắt lời, có phải ngươi muốn hỏi giữa thiên đạo và cô gái váy trắng kia, ai mạnh hơn không? Diệp Huyên. Sau này còn dám hỏi ta câu so sánh kiểu đó nữa, ta sẽ đánh cho mặt ngươi thành cái đầu heo. Diệp Huyên không khỏi đen mặt, nghĩ thầm người gì đâu mà bạo lực. Tiểu đạo bỗng hỏi, ngươi có hứng thú đến chiến trường cổ một chuyến không? Diệp Huyên chớp mắt, có gì tốt ở đó không? Rất nhiều, tiểu đạo mỉm cười. Diệp Huyên không khỏi nhìn nàng ta, tiểu đạo cô nương không lừa ta đấy chứ? Nàng ta chớp mắt, trong ta giống hạng người như vậy lắm sao? Giống. Thấy hắn gật đầu, tiểu đạo nhún vai, vậy thì không đi thôi. Nhưng ta nhắc ngươi một câu, chiến trường cổ kia là nơi diễn ra trận đại chiến giữa thần linh và ác ma ban đầu, cũng là nơi chôn xác của vô số thần ma mạnh mẽ, bảo vật cũng nhiều như núi. Diệp Huyên hơi cau mày, thần linh ư? Tiểu đạo hạ giọng, thần linh tộc, gọi tắt là thần linh. Thời kỳ cổ đại chính là thiên hạ giữa thần linh và ác ma, nhưng bây giờ cả hai đều tuyệt diệt cả rồi. Diệp Huyên, vì ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo cười, vì thiên đạo. Thiên đạo. Diệp Huyên nhìn nàng ta, tiểu đạo cô nương có biết thiên đạo này không? Nàng ta gật đầu, xem như có. Thấy Diệp Huyên toan mở miệng, tiểu đạo giành trước, được rồi, đừng hỏi ta mãi thể, muốn biết gì thì ta nói tường tận cho nghe. Vào thời kỳ cổ đại, có hai thế lực mạnh nhất là thần linh và ác ma. Hai bên đều thích mê hoặc lòng người, đi thu nhận tín đồ khắp nơi để nhận lại tín ngưỡng chi lực, một loại sức mạnh rất lớn, hiện nay đã không còn bao nhiêu người tu luyện. Nàng ta hỏi Diệp Huyên, có biết vì sao cuối cùng họ đều tuyệt chủng không? Thấy hắn lắc đầu, nàng ta cười, bởi vì bọn họ dám nhằm vào thiên đạo. Diệp Huyên, nên thiên đạo mới xóa sổ họ sao? Tiểu đạo lắc đầu, thiên đạo không ra tay gì cả, chỉ dùng một chút âm mưu khiến hai phe lao vào đánh nhau như điên dại, tự mình chấm dứt chính mình. Sắc mặt Diệp Huyên không khỏi lộ vẻ kỳ quặc.
thiên đạo mà cũng chơi mưu chơi chiêu à? Như biết hắn đang nghĩ gì, tiểu đạo nhoẻn cười, sự thông tuệ của thiên đạo nằm ở một mức độ rất, rất cao, cao đến không thể tưởng tượng được. Vậy vì sao lại ngủ say? Tiểu đạo cười, ngủ rồi thì không còn phiền toái gì nữa. Ta mà là thiên đạo thì cũng ngủ luôn, ha ha. Diệp Huyên. Tiểu đạo tiếp lời, thôi không nói về thiên đạo nữa, nói về thần linh tộc và ác ma tộc đi. Bọn họ đánh nhau một trận to ở chiến trường cổ, kết quả thảm khốc vô cùng, còn hơn cả khi bất bại A-La chống lại ngũ duy kiếp. Hai bên dốc hết toàn lực, đổi lại cái kết mất mạng. Người đi vào đó, nếu may mắn thì có thể tìm được báu vật của hai tộc. Diệp Huyên hạ giọng, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm, đúng không? Tiểu đạo đanh mặt, người có cô gái váy trắng rồi thì sợ cái gì chứ? Nàng ta vô địch thiên hạ mà, người có chết cũng có nàng báo thù cho. Nên đừng sợ chết nữa nhá. Diệp Huyên. Trương Văn Tú đi một bên không khỏi lắc đầu cười khi nhận ra hai người này thích xỉa xó nhau. Bỗng tiểu đạo dừng bước, nói với Diệp Huyên, đi nơi đó một chuyến, có lẽ sẽ thu hoạch được những điều không tưởng. Diệp Huyên, tiểu đạo cô nương có đi cùng không? Nàng ta lắc đầu, ta sẽ không đến đó. Vì sao? Không nói cho ngươi, nàng ta cười. Diệp Huyên im luôn. Tiểu đạo nhìn bốn phía một hồi, ta phải đi làm chút chuyện, các ngươi có thể đi dạo hoặc rời đi tùy thích. Ba ngày sau ta sẽ trở lại hiệu cầm đồ, khi ấy chúng ta gặp sau. Vừa dứt lời, nàng ta đã biến mất ở nơi xa. Trên cầu, Diệp Huyên nói với Trương Văn Tú, ta đưa cô đi một nơi. Nói xong đã dứt khoát đưa nàng ta đi. Ở chân cầu bên kia, tiểu đạo xuất hiện lại, cách đó không xa là một ông lão đang thả câu. Ông ta khẽ hỏi, tiểu đạo cô nương, người kế bên đó là? Nàng ta cười, không nhìn ra sao. Đối phương lắc đầu, hắn quá phức tạp. Có muốn xem số mệnh cho hắn chút không? Ông ta lại lắc đầu, không được. Không được à, khóe môi tiểu đạo vểnh lên. Ông lão gật đầu, tiểu đạo cô nương, chỉ bằng tránh xa hắn ra. Vì sao? Cô biết mà. Nghe vậy, tiểu đạo lại lắc đầu, ta không biết. Ông lão chỉ thở dài, không nói gì nữa. Tiểu đạo cười, ta chỉ muốn xem hắn có thể thành công hay không. Ngoài ra thì còn vì hắn đã tìm được linh tổ nữa. Hai chữ linh tổ khiến ông lão lộ vẻ xúc động. Trong trời đất này, chỉ có duy nhất một linh tổ mà thôi. Mức độ quý hiếm còn nằm trên cả thư phòng vạn duy trong tay Diệp Huyên, không biết bao nhiêu cường giả đang âm thầm chú ý. Thậm chí tiểu đạo cũng từng có ý định, nhưng ngay cả nàng ta cũng thất bại. Tiểu đạo khẽ nói, người áo xanh bên cạnh linh tổ kia. Nhưng rồi nàng lắc đầu, không tiếp tục nữa. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi tinh vực, Diệp Huyên đưa Trương Văn Tú đến lối vào vĩnh sinh chi địa, nói, dị thú kinh, ta muốn vào. Không ai đáp lời. Hắn trầm giọng, dị thú kinh, ngươi không mở cửa, ta sẽ dùng vũ lực. Vẫn im lìm. Diệp Huyên sạm mặt, vừa muốn động thủ thì lối vào đã mở ra, dị thú kinh xuất hiện. Ả vừa mở miệng thì bỗng chăm chú quan sát Diệp Huyên như phát hiện gì đó, đôi mắt nheo lại mạnh hơn rồi, còn đạt đến phàm kiếm. Diệp Huyên cười nhăn nhở, ngụm nước hôm ấy khiến ta bỗng có linh cảm đặc biệt, sau đó đã đạt đến cảnh giới này. Dị thú kinh vô cảm hỏi lại, người uống nước thần à? Dị thú kinh bật cười, dị thú kinh, lâu ngày không gặp, người cũng mạnh hơn rồi. Giờ đây hắn mới phát hiện khí tức của cô ả này đã trở nên mạnh hơn rất rất nhiều so với trước đó, gần như là sâu không lường được. Dị thú kinh chỉ lạnh nhạt hỏi, người lại đến đây làm gì? Diệp Huyên cười, người biết tiểu phản chứ? Hay còn gọi là thiên mạch giả ấy? Đối phương liếc nhìn bên cạnh hắn rồi nói, con bé không theo ngươi đến à? Ừ, không đến, Diệp Huyên gật đầu. Dị thú kinh hạ giọng, nó đã biết mình là ai rồi. Phải, thế thì mừng cho nó, dị thú kinh khẽ nói. Diệp Huyên cười, lần này ta đến đây là muốn vào tìm ông lão thợ rèn kia, không có ác ý. Thấy ả làm thinh, hắn bồi thêm, ta đảm bảo sẽ không gây chuyện, xong việc rồi sẽ đi ngay. Dị thú kinh chỉ nhìn hắn một cái rồi xoay gót rời đi, nhưng lối vào phía sau không đóng lại. Thấy vậy, Diệp Huyên vội vàng đưa Trương Văn Tú đi vào vĩnh sinh chi địa. Sau khi họ bước vào, dị thú kinh đã không còn bóng dáng.
Diệp Huyên cũng không để ý lắm mà lập tức đưa Trương Văn Tú đến nơi ở của ông lão thợ rèn. Trên đường đi, Trương Văn Tú quan sát bốn phía rồi hỏi, ở đây có rất nhiều dị thú mạnh mẽ sao? Diệp Huyên gật đầu, tất cả đều đến từ thời đại Bạch Ác, mạnh vô cùng. Như cô ả ban nãy là chủ nhân nơi này, tên dị thú kinh, cực kỳ mạnh. Ở đây cũng có vài dị thú rất mạnh nữa. Trương Văn Tú hạ giọng, nếu chúng thoát ra ngoài, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, nhưng có lẽ họ sẽ không vội ra ngoài đâu. Bên ngoài loạn lạc, ở đây an toàn hơn. Trương Văn Tú bỗng hỏi, tiểu phạn mà ả nhắc đến là ai? Một người mà ta quen biết ở nơi này, còn gọi là Bất Bại A-La, một siêu cường giả ở Hàn Võ Kỹ, hiện đã khôi phục ký ức và trở về Đại Hoang Quốc, lợi hại vô cùng. Trương Văn Tú gật đầu rồi không hỏi gì nữa. Trên đường đi, Diệp Huyên và Trương Văn Tú có đi ngang địa bàn của một số dị thú, nhưng nhờ có khí tức trúc long trên người hắn mà không ai dám tấn công. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã đi đến tiệm rèn nho nhỏ, thấy người thợ đang chăm chú rèn một thứ gì đó. Diệp Huyên vội vàng hành lễ đầy cung kính, chào tiền bối. Ông lão này là thợ rèn với tay nghề cừ khôi nhất tự cổ chí kim, phải biết nịnh cho tốt. Ông lão liếc hắn một cái, đến đây làm gì? Diệp Huyên lập tức cười, nhớ tiền bối nên đến thăm. Ông lão vô cảm đáp, nói tiếng người. Diệp Huyên tâu toét, ta muốn nhờ tiền bối rèn một món. Món gì? Diệp Huyên đưa tay ra, mũi thương màu đen và tinh thần vẫn thiết xuất hiện, hai thứ này. Ông lão quan sát chúng một hồi rồi nói, miễn cưỡng tạm được. Xong, ông quay sang Trương Văn Tú, nàng ta là. Diệp Huyên dõng dạc đáp, nương tử của ta. Trương Văn Tú liếc xéo hắn, ta đồng ý chưa? Hắn nghiêm túc đáp, nhưng cũng đâu từ chối. Trương Văn Tú, nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão thợ rèn không ngừng lắc đầu, người không biết xấu hổ đúng là vô địch thiên hạ. Trương Văn Tú hờ hững đáp, hắn đã không cần mặt mũi từ lâu rồi. Diệp Huyên cười một tiếng rồi nói, mặt mũi là thứ vô dụng nhất trên đời này, giữ lại có tác dụng gì? Ta cảm thấy con người không xem trọng mặt mũi sẽ sống thoải mái hơn. Trương Văn Tú im lặng. Ông lão thợ rèn gật đầu, cậu nói rất đúng, con người một khi không biết xấu hổ thì chắc chắn có thể phát triển nhiều hơn. Dứt lời, lão lại nhìn Diệp Huyên, nhưng cậu thật sự quá mặt dày. Diệp Huyên. Trương Văn Tú lắc đầu cười khẽ, không nói thêm gì. Ông lão thợ rèn nhận lấy thiên thạch tinh thần và đầu thương đen của Diệp Huyên, lão quan sát hai thứ trong tay một lúc, sau đó nói, đều là đồ tốt, nhưng nếu có thể có thêm hai thứ thì tốt hơn. Diệp Huyên vội hỏi, thêm thứ gì? Ông lão thợ rèn nhìn Diệp Huyên, vảy của Trúc Long. Tinh thiết thái A. Vảy của Trúc Long. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ta đi tìm Trúc Long tiền bối xin thêm hai cái. Còn cái tinh thiết thái A này. Ông lão thợ rèn nói, dị thú kinh có, từ khi sinh ra tinh thiết thái A này đã sinh trưởng trong dị thú kinh, đều bị nàng ta lấy hết. Dị thú kinh. Diệp Huyên lắc đầu, ta và người phụ nữ này không hợp nhau. Ông lão thợ rèn gật đầu, không có hai thứ này cũng được, nhưng thanh thương này sẽ yếu đi rất nhiều, chỉ có thể sánh bằng giáp trúc long thôi. Còn nếu cậu có thể tìm thấy hai thứ kia, cấp bậc của thanh trường thương này sẽ vượt qua cả giáp trúc long. Diệp Huyên gật đầu, để ta thử xem sao. Nói xong, hắn dẫn theo Trương Văn Tú rời đi. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đi tới nơi an nghỉ của trúc long. Ông lão bảo vệ Trúc Long kia lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên cung kính hành lễ với ông lão, bái kiến tiền bối. Ông lão gật đầu, sao lại rảnh đến đây thế? Diệp Huyên cười nói, ta đến đây xin Trúc Long tiền bối hai miếng vảy. Nghe vậy, nét mặt ông lão trở nên cứng đờ. Lúc này, mặt hồ kia đột nhiên rung lên, một khắc sau, ba miếng vảy Trúc Long bay ra từ trong hồ. Ông lão! Diệp Huyên vội vàng nhận lấy vảy trúc long, sau đó cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối. Bên trong hồ không có phản ứng. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nhìn về phía ông lão tiền bối, trúc long tiền bối còn sống không? Ông lão lắc đầu, cụ thể thì ta không biết. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta xin tạm biệt. Nói xong, hắn dẫn Trương Văn Tú rời đi. Ông lão đứng tại chỗ nhìn xuống mặt hồ, lắc đầu cười khổ. Nếu Diệp Huyên không phải nhân loại,
lão ta thật sự nghi ngờ Diệp Huyên là con riêng của Trúc Long, vì Trúc Long đối xử với Diệp Huyên thật sự quá tốt. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong hồ, thế giới này ngày càng không yên ổn rồi. Không yên ổn. Nghe vậy, ông lão hơi sửng sốt, lão ta nhìn về phía hồ, Trúc Long tiền bối. Không một tiếng đáp lại. Ông lão hơi do dự, sau đó lặng lẽ lui xuống. Diệp Huyên dẫn Trương Văn Tú rời khỏi hồ, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó nói, dị thú kinh cô nương, xuất hiện gặp nhau đi. Không ai trả lời. Diệp Huyên lại nói, dị thú kinh cô nương, ra ngoài chơi một chút đi. Vẫn không ai đáp lại. Diệp Huyên sa sầm mặt, hắn đang muốn lên tiếng nữa thì dị thú kinh đã xuất hiện trước mặt hắn. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyên, có chuyện gì? Diệp Huyên cười hì hì, dị thú kinh cô nương, ta muốn mượn ngươi ít đồ. Dị thú kinh nhíu mày, mượn đồ. Diệp Huyên gật đầu, tinh thiết thái a. Nghe vậy, dị thú kinh nheo mắt lại, người chắc chắn sẽ trả lại chứ. Diệp Huyên nghiêm túc đáp, ta nhất định sẽ trả. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyên, người thấy ta có ngu không? Diệp Huyên. Lúc này, dị thú kinh lại nói, ta có thể đưa tinh thiết thái a cho ngươi, nhưng ta cần một thứ từ ngươi. Diệp Huyên hỏi, cái gì? Dị thú kinh đáp, tử khí. Tử khí. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi nhíu mày, ngươi cũng cần tử khí. Dị thú kinh gật đầu, 100 luồng tử khí đổi lấy một miếng tinh thiết thái a. Diệp Huyên trầm giọng đáp, 2 miếng. Dị thú kinh lắc đầu, không đáng giá. Diệp Huyên cười nói, không sao, ta đi tìm tiểu đạo cô nương đổi, chắc chắn là nàng có. Nói xong, hắn kéo Trương Văn Tú xoay người rời đi. Lúc này, Trương Văn Tú chợt lên tiếng, đi thì đi, có thể đừng kéo tay ta không? Diệp Huyên nghiêm mặt trả lời, ta sợ cô bị lạc đường nên phải dẫn cô đi. Trương Văn Tú. Lúc này, dị thú kinh kia đột nhiên cất lời, cho ngươi. Dứt lời, ả ta bấm ngón tay, 2 miếng tinh thiết thái a bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó hắn chắp tay, 100 luồng tử khí bay đến trước mặt dị thú kinh. Diệp Huyên nhận lấy tinh thiết thái a muốn rời đi, lúc này, dị thú kinh chợt hỏi, ngươi đến ngục tối vô biên rồi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Vẻ mặt dị thú kinh không chút cảm xúc, xem ra ngươi lại lấy được rất nhiều lợi ích. Diệp Huyên cười ha ha, không đáp lại. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyên, người nơi đó đều đến từ Hàn Võ Kỷ à? Diệp Huyên lắc đầu, không hẳn, còn có người đến từ thời kỳ cổ đại nữa. Thời kỳ cổ đại. Dị thú kinh im lặng. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, dị thú kinh cô nương, người nhằm vào ta là người hộ đạo kia, đúng không? Dị thú kinh bình thản đáp, người cũng biết không ít chuyện nhỉ. Diệp Huyên hỏi, người sợ bọn họ lắm à? Dị thú kinh nói, ta không sợ, nhưng không nhất thiết phải đi kiếm chuyện với bọn họ. Diệp Huyên cười nói, ta nghe nói bọn họ hoan nghênh ngũ duy kiếp giáng xuống. Dị thú kinh gật đầu, phải. Diệp Huyên hỏi, vậy chẳng phải là kẻ thù của các ngươi sao? Dị thú kinh hờ hững nói, bây giờ bọn họ chỉ nhằm vào ngươi thôi. Diệp Huyên lại hỏi, nếu ta chết rồi thì sao? Chắc cô nương cũng hiểu câu môi hở răng lạnh mà nhỉ. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyên, ngươi sẽ không chết, vì ngươi có rất nhiều chỗ dựa. Diệp Huyên. Lúc này, dị thú kinh lại nói, sau khi xong chuyện thì mau đi đi. Người ở lại đây chỉ toàn gây chuyện. Nói xong, ả ta xoay người biến mất. Diệp Huyên. Lúc này, Trương Văn Tú chợt lên tiếng, xem ra người ở đây không thích ngươi lắm. Diệp Huyên cười, đúng là có hơi không được hoan nghênh. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, có khúc mắc với nàng ta à? Diệp Huyên gật đầu, có đánh nhau mấy lần, nhưng bây giờ nàng ta đã không kiếm chuyện với ta nữa rồi. Trương Văn Tú gật đầu, người phụ nữ đó rất mạnh. Diệp Huyên cười nói, đi thôi, đi chế tạo thần thương cho cô. Nói xong, hắn dẫn Trương Văn Tú rời đi. Hai người vừa mới đi, dị thú kinh kia đã xuất hiện một lần nữa, bên cạnh ả ta còn có một cô gái, đó chính là Huyền Ngoa. Huyền Ngoa nhẹ giọng nói, hắn lại mạnh hơn rồi. Dị thú kinh không nói gì. Huyền Ngoa quay đầu nhìn dị thú kinh, hôm nay, cao thủ các thời đại đều tập trung lại, mà kiếp nạn của ngũ duy sắp đến, chúng ta không thể chỉ giữ lấy mình, ngươi nên hiểu điều này.
Dị thú kinh lạnh nhạt đáp, ý ngươi là gì? Huyền Hoa nhìn dị thú kinh, liên minh. Dị thú kinh nhíu mày, với hắn ư? Huyền Hoa gật đầu. Dị thú kinh im lặng. Lúc này, Huyền Hoa lại nói, thật ra chắc ngươi đã có quyết định rồi. Dị thú kinh nhìn về phía xa, không trả lời Huyền Hoa. Diệp Huyên dẫn Trương Văn Tú quay lại tiệm rèn, hắn đưa ba miếng vảy trúc long và tinh thiết thái A cho ông lão thợ rèn, tiền bối, số vảy trúc long này đủ để làm thêm một cái giáp trúc long không? Ông lão gật đầu, có thể. Diệp Huyên chắp tay, vậy thì phiền ông nhé. Ông lão thợ rèn không nói chuyện, nhận lấy vảy trúc long và tinh thiết thái A, sau đó xoay người đi tới một bên bắt đầu chế tạo. Diệp Huyên đứng bên cạnh nhìn ông lão, tiền bối. Ông có biết thượng thần không? Thượng thần, dị thú mạnh nhất thời Hàn Võ Kỷ, ngay cả chủ của dị thú kinh cũng không thể thu phục được nó. Ông lão thợ rèn đột nhiên dừng lại, lão nhìn về phía Diệp Huyên, ai nói với ngươi vậy? Diệp Huyên đáp, một vị tiền bối. Thợ rèn im lặng một lát rồi nói, đó là dị thú mạnh nhất Hàn Võ Kỷ, thực lực còn cao hơn cả Trúc Long. Diệp Huyên hỏi, nó còn sống không? Ông lão lắc đầu, không biết. Diệp Huyên đang muốn hỏi thêm thì ông lão chợt lên tiếng, đừng làm phiền ta. Diệp Huyên vội gật đầu, sau đó đi sang một bên. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, tiếp theo định thế nào? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, trở nên mạnh mẽ. Sau khi tiếp xúc với tiểu đạo, hắn biết thế giới này còn lớn hơn, cao thủ cũng nhiều hơn trong tưởng tượng của mình nhiều. Mà vì thư phòng nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người có ý đồ với hắn. Thư phòng. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên lấy thư phòng kia ra, nhìn thư phòng trên tay, Diệp Huyên cau mày, rốt cuộc trong này có thứ gì? Hay là mở ra xem thử? Trong đầu Diệp Huyên chợt hiện lên một suy nghĩ, mà lúc này, dị thú kinh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ả ta nhìn Diệp Huyên, đừng mở ra ở đây. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Dị thú kinh nổi giận, người mở ra ở đây là muốn biến mất khỏi cõi đời này à? Diệp Huyên. Dị thú kinh lại nói, thứ này của ngươi sẽ khiến rất nhiều người điên cuồng. Nếu ngươi mở nó ra lúc này chắc chắn sẽ có rất nhiều người trong bóng tối bất chấp tất cả cướp lấy nó, ngươi hiểu không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, sau khi chuyện này kết thúc, ta phải nghĩ cách đưa thư phòng này đến chỗ cô gái váy trắng. Nghe vậy, dị thú kinh nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Người muốn thay đổi hướng chú ý à? Diệp Huyên cười, đành chịu thôi, để ở chỗ ta thật sự bị quá nhiều người chú ý. Dị thú kinh lắc đầu, nhưng người có từng nghĩ nếu đưa cho cô gái váy trắng có thể sẽ hại chết nàng không? Hại chết nàng? Diệp Huyên ngây người. Lúc này, dị thú kinh lại nói, người hộ đạo kia có lẽ không phải thế lực bình thường, từ thời cổ đại bọn họ đã tồn tại. Ngươi có biết vì sao chủ nhân trước đây của ta và cùng kỳ lại thua sớm như vậy không? Chính là vì bọn họ âm thầm dở trò, mà lúc đó chủ nhân của ta vì giải quyết bọn họ nên dẫn theo Trúc Long đánh nhau với bọn họ gần mười mấy năm, với thực lực của chủ nhân lại vẫn không làm gì được bọn họ. Nếu ngươi đưa thứ này cho cô gái váy trắng đứng sau ngươi, có lẽ nàng sẽ không sống qua được ngày thứ hai, ngươi hiểu chứ? Lúc này, tầng 9 chợt cất lời, vị cô nương kỳ lạ này. Ta vốn không định nói gì, nhưng nghe thấy ngươi nói ta thật sự không chịu nổi nữa. Ta cho ngươi biết, ngươi không hiểu gì về thực lực của nàng cả. Nếu thế gian này có thần thì nàng chính là thần, không đúng, cả thần cũng không mạnh bằng nàng. Dị thú kinh lạnh nhạt đáp lời, thế ư, nàng mạnh vậy thì tại sao lại không dám đến ngũ duy? Tầng 9 nổi giận, ngươi muốn tranh cãi với ta đúng không? Ngươi có tin ta ra ngoài đánh chết ngươi không? Ta cho ngươi biết ta là ta không nhịn được nữa rồi đó. Diệp Huyên hơi cạn lời, hắn phát hiện ra rồi. Tầng 9 này vừa sợ vừa kính trọng cô gái váy trắng. Diệp Huyên không nói gì, dị thú kinh lại tiếp tục, có lẽ cô gái váy trắng mà ngươi nói rất mạnh, nhưng ta không hiểu vì sao nàng mạnh như vậy mà lại phải ở lại hạ giới. Là không thể đi lên, hay là không dám lên? Tầng 9 cười to, không dám lên. Một kiếm của nữ nhân kia cũng đủ để phá hủy ngũ duy này rồi. Ngươi nói nàng không dám lên. Dị thú kinh lắc đầu, ta không cãi với ngươi. Nói xong, ả ta xoay người rời đi. Lúc này, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra từ trong người Diệp Huyên. Oanh! Trong nháy mắt, không gian xung quanh thoáng chốc biến dạng.
Dị thú kinh dừng lại, xoay người nhìn về phía bụng Diệp Huyên, lúc này, ông lão thợ rèn cũng dừng lại quan sát Diệp Huyên. Cả Diệp Huyên cũng hơi ngơ ngác. Hơi thở khi nãy quá mạnh mẽ. Mà hơi thở này không phải hắn phát ra, là do tầng 9 phát ra. Thực lực của tầng 9 còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Lúc này, tầng 9 cất lời, cái gì gọi là không cãi nữa. Hôm nay nhất định phải cãi. Dị thú kinh trầm giọng nói, với thực lực của các hạ có lẽ đã có thể đi ra ngoài từ lâu rồi. Tầng 9 nổi giận, ngươi cho rằng ta không muốn ư. Nếu ta ra ngoài không cẩn thận giết chết tên này thì phải làm sao? Ra ngoài đi chơi một ngày à? Dị thú kinh hơi nhíu mày, các hạ sợ người phụ nữ kia như thế sao? Tầng 9 khẽ thở dài, ta cũng muốn khí phách một chút, nhưng tiếc là thực lực không cho phép. Dị thú kinh, tầng 9 lại nói, người đừng khinh thường cô gái váy trắng, nàng không đến ngũ duy chắc chắn không phải vì sợ ngũ duy. Hơn nữa, nàng không đến ngũ duy chúng ta nên vui mừng mới phải. Ngươi hiểu không? Dị thú kinh lắc đầu, không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Sau khi dị thú kinh rời đi, tầng 9 chợt nói tiếp, bây giờ ta rất sợ. Diệp Huyên hơi khó hiểu, sợ cái gì? Tầng 9 nói, ngũ duy này có quá ít người biết thực lực của cô gái váy trắng kia, ta sợ đám ngu xuẩn này không có mắt đi giết nàng, sau đó chọc giận nàng, nàng sẽ dùng một kiếm tiêu diệt cả ngũ duy. Ta sợ mình cứ thế bị một kiếm giết chết. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão thợ rèn kia đột nhiên đi tới, lâu vung tay phải, trong lò sắt ở phía xa có một tia lửa phóng lên cao, một khắc sau, một thanh trường thương phá không bay xuống từ trên không trung, sau đó dừng lại trước mặt Diệp Huyên và Trương Văn Tú. Đầu của thanh trường thương có màu đen nhánh, thân thương phát ra ánh sáng chói mắt như ánh sao trên trời. Đẹp! Đây là cảm nhận đầu tiên của Diệp Huyên. Trương Văn Tú vung tay phải, thanh trường thương kia rơi vào tay nàng ta. Một luồng thương ý mạnh mẽ tuôn ra từ trong người Trương Văn Tú, không gian xung quanh lập tức ối trào. Trong mắt Trương Văn Tú lóe lên ánh sáng nóng bỏng, thương tốt. Ông lão thợ rèn kia gật đầu, đúng là thương tốt, đầu của cây thương này vô cùng đặc biệt, có lẽ không thua kém vật của thời đại này, đầu thương này có thể xuyên qua bất cứ loại hộ giáp nào, nhắm thẳng vào thân thể, có thể nói là khắc tinh của hộ giáp. Nói xong, lão nhìn Diệp Huyên, ở trước mặt cây thương này, giáp trúc long của cậu hoàn toàn không có chút tác dụng nào cả. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có lẽ loại bảo vật thế này rất hiếm có đúng không? Ông lão gật đầu, rất hiếm có, cả đời này ta cũng chỉ mới gặp một lần, chính là lần này. Nói xong, lão mở lòng bàn ta ra, một cái giáp xuất hiện trong tay lão đưa nó cho Diệp Huyên, đây là giáp trúc long. Diệp Huyên nhận lấy giáp trúc long, giống hệt với cái hắn đang mặc, Diệp Huyên không chút do dự đưa giáp trúc long cho Trương Văn Tú, cho cô. Trương Văn Tú lắc đầu, không cần. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Trương Văn Tú hở hững đáp, chỉ là không cần thôi. Diệp Huyên thẳng tay để giáp vào tay Trương Văn Tú, mặc vào, cũng không phải cho không, sau này đánh nhau giúp ta. Đánh nhau. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, lần này nàng ta không từ chối nữa, nhận lấy giáp. Diệp Huyên nhìn ông lão thợ rèn, tiền bối, đa tạ. Ông lão nói, cậu đến ngục tối vô biên rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão thợ rèn nhẹ giọng nói, có lẽ cậu đã tiếp xúc với người của Hàn Võ Kỷ rồi, hay? Diệp Huyên hỏi, tiền bối muốn nói gì sao? Ông lão thợ rèn lắc đầu, không có gì, mọi chuyện cậu tự giải quyết cho tốt đi. Sau này nếu còn cần chế tạo thứ gì thì có thể đến chỗ ta. Diệp Huyên cung kính hành lễ, đa tạ. Ông lão gật đầu, đi đi. Diệp Huyên lại hành lễ một lần nữa, tiền bối, ta còn một vật muốn nhờ ông xem thử. Dứt lời, hắn lấy cánh ác ma ra. Nhìn thấy cánh ác ma này, trong mắt ông lão thợ rèn lộ vẻ ngạc nhiên, thứ này là thần vật đấy làm sao cậu có được. Diệp Huyên đáp, một ác ma đưa cho ta. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ác ma thời cổ đại. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông lão thợ rèn cảm thán, cậu đúng là quá may mắn. Dứt lời, lão cầm cánh ác ma lên quan sát một lúc, sau đó nói, cậu muốn ta gia công lại sao? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão thợ rèn lắc đầu, không cần thiết. Thứ này là thần vật, trừ khi cậu sử dụng thần vật để gia công,
nếu không nguyên vật liệu bình thường đều không phù hợp với nó, cố dung nhập vào thì chẳng khác nào làm việc vô ích. Diệp Huyên trầm giọng nói, gia công bằng thần vật. Ông lão gật đầu, hơn nữa phải là thần vật có thể không bị nó bài xích, phải trúc long không thể sử dụng được, vì thuộc tính không hợp. Sau này nếu cậu tìm được vật thích hợp thì cùng mang nó đến đây. Nói xong, lão trả cánh ác ma lại cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cất nó đi, sau đó nói, tiền bối, người có bảo vật nào không cần nữa không? Kiểu không cần dùng đến nữa ấy. Ông lão thợ rèn trừng Diệp Huyên, không có. Một cọng lông cũng không có. Mau cút đi. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên dẫn Trương Văn Tú rời đi. Sau khi hai người đi, ông lão thợ rèn khẽ thở dài, hy vọng cậu có thể thành công. Nói xong, lão xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Vĩnh Sinh Chi Địa, Trương Văn Tú đột nhiên nói, theo ta trở về thư viện không? Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời sẽ không về. Sau khi cô về phải đề phòng những người hộ đạo kia, những người này rất không đơn giản. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, cẩn thận với tiểu đạo cô nương kia. Diệp Huyên hỏi, sao lại nói thế? Trương Văn Tú trầm giọng phân tích, bây giờ trông cô gái này không có ác ý gì với ngươi, nhưng ta cảm thấy có lẽ nàng ta có ý đồ với thứ càng lớn hơn, đương nhiên đó chỉ là cảm giác của ta thôi. Ngươi phải hiểu trên đời này không có ai tự nhiên tốt với mình cả, nàng ta tốt với ngươi, còn cố ý nâng đỡ ngươi, hành động này rất không bình thường. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Trương Văn Tú gật đầu, ngươi tự biết cẩn thận đi. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất ngay tại chỗ. Nói đi là đi. Diệp Huyên đứng yên một lát, sau đó cũng xoay người rời đi. Diệp Huyên vừa đi đến lối vào của ngục tối vô biên, một người đàn ông áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chính là người hộ đạo kia. Người đàn ông áo trắng quan sát Diệp Huyên một lát, sau đó nhẹ giọng nói, xem ra trước đây đưa ngươi đến ngục tối vô biên là một quyết định sai lầm, ta. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Xoẹt! Một tia kiếm quang chợt lóe lên. Tia kiếm quang này nhanh đến cực hạn. Vì Diệp Huyên sử dụng cánh ác ma, nên tốc độ của hắn lúc này nhanh hơn trước đây không chỉ gấp mấy lần. Rõ ràng hắn muốn giết chết người đàn ông áo trắng này bằng một kiếm. Nếu muốn ra tay thì đương nhiên phải lấy được mạng. Thấy Diệp Huyên đột nhiên ra tay, người đàn ông áo trắng lập tức nheo mắt lại, gã tiến lên một bước, chắp hai tay chặn mũi kiếm của Diệp Huyên lại. Oanh! Không gian chỗ hai người đang đứng lập tức sụp đổ, lực lượng mạnh mẽ như cơn sóng lan tràn khắp xung quanh. Ầm ầm! Trong nháy mắt, phạm vi mấy vạn dặm xung quanh trở nên dao động như nước, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém ngang kiếm Thiên Chu một cái. Người đàn ông áo trắng trợn mắt, hai tay chắp lại với nhau. Ầm! Một lực lượng mạnh mẽ bắn ra từ giữa hai tay gã, nhưng lực lượng này cũng không thể ngăn cản kiếm Thiên Chu của Diệp Huyên. Kiếm Thiên Chu của Diệp Huyên cứ thế chém đứt hai tay của người đàn ông áo trắng. Lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên nhấc chân phải, đè đầu gối lên bụng Diệp Huyên. Bịch! Diệp Huyên thoáng chốc bay xa cả trăm trượng. Còn người đàn ông áo trắng thì lùi xa tận mấy trăm trượng. Không gian xung quanh không ngừng dao động một lúc lâu mới yên tĩnh trở lại. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, không ngờ thực lực của ngươi lại đạt đến mức này. Lúc này, gã cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trước đây gã hoàn toàn có thể giết chết Diệp Huyên trong nháy mắt, mà trong trận giao chiến khi nãy, Diệp Huyên lại giành được lợi thế. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, hít sâu một hơi. Thất bại rồi. Khi nãy hắn vốn định giết chết người đàn ông áo trắng này với một kiếm, nhưng hắn không ngờ mình đã sử dụng cánh ác ma nhưng vẫn không thể thành công. Thực lực của người đàn ông áo trắng này rất mạnh. Người đàn ông áo trắng vừa định nói chuyện, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Gã híp mắt lại, thân thể lập tức trở nên hư ảo, không gian xung quanh gã cũng dần mơ hồ, khi kiếm của Diệp Huyên bay đến trước mặt gã thì gã đã biến mất. Một kiếm này của Diệp Huyên đâm vào không khí. Diệp Huyên đứng yên không nói một lời. Người đàn ông áo trắng này đi rồi. Đối phương không đánh nhau với hắn nữa. Lúc này, giọng nói của tầng 9 chợt vang lên trong đầu hắn, bây giờ gã đã không làm gì được ngươi nữa rồi. Nhưng ta muốn ngươi chú ý một điều, sở dĩ gã rơi vào thế yếu là vì bị ngươi đánh cho trở tay không kịp. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu điều này.
Tầng 9 nói, bây giờ dù thực lực của ngươi không yếu, nhưng cũng không phải rất mạnh, ít nhất ngươi phải đạt đến thực lực như A-La thì mới được. A-La. Diệp Huyên im lặng. Mình và A-La còn cách nhau bao xa? Chắc chắn là không gần. Còn phải cố gắng thêm. Một lát sau, Diệp Huyên cất kiếm, xoay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi không lâu, người đàn ông áo trắng kia lại xuất hiện một lần nữa, gã nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, phàm kiếm, tốc độ trưởng thành thế này thật quá đáng sợ. Lúc này, gã đột nhiên trợn mắt, ngươi. Xoẹt. Một tia kiếm quang chém thẳng lên chỗ cổ họng của gã. Thanh kiếm này là kiếm chấn hồn. Một kiếm chém thẳng vào linh hồn của người đàn ông áo trắng, khiến gã ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Người đàn ông áo trắng nhìn chằm chằm, ngươi còn chưa đi. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta chỉ trở lại xem thử thôi, không ngờ ngươi thật sự còn ở đây, đúng là khiến ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Người đàn ông áo trắng cười to, ta thua rồi. Diệp Huyên nhìn gã, hỏi ngươi hai vấn đề, được chứ? Người đàn ông áo trắng đáp, được. Diệp Huyên nói, thực lực của ngươi đứng tầm nào trong hộ đạo? Người đàn ông cười đáp, bình thường. Bình thường. Diệp Huyên hơi nhíu mày. Người đàn ông áo trắng lắc đầu cười khẽ, cái này ta không có lừa ngươi, trong rất nhiều người hộ đạo, ta chỉ có thể xem là bình thường thôi, bây giờ ta chết, người hộ đạo sẽ phái người hộ đạo mới đến. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, người hộ đạo mới. Người đàn ông áo trắng gật đầu, ta chết rồi, bọn họ sẽ hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, sẽ phái người mạnh hơn đến. Thỉnh thoảng còn có một vài người tự đến nữa. Diệp Huyên hỏi, những người đó ở đâu? Người đàn ông áo trắng cười nói, ở nơi cách nơi này rất xa. Diệp Huyên hỏi, bọn họ không biết ta? Người đàn ông lắc đầu, không biết. Thật ra chúng ta biết đến ngươi là vì thư phòng của tiên tri. Chúng ta kiêng dè thư phòng kia, chứ không phải kiêng dè ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên hiểu rồi. Người đàn ông áo trắng cười nói, thực lực của ngươi thật sự khiến ta thấy bất ngờ. Đương nhiên điều khiến ta bất ngờ nhất là tốc độ phát triển của ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó cất kiếm chấn hồn, xoay người rời đi. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã biến mất ở phía xa. Người đàn ông áo trắng đứng yên tại chỗ một lúc lâu, sau đó thốt lên, hay cho một Diệp Huyên. Dứt lời, gã xoay người rời đi. Diệp Huyên từ từ di chuyển trong vân đoan. Lúc này, tầng 9 đột nhiên cười nói, ngươi khiến ta hơi bất ngờ đấy. Diệp Huyên cười khẽ, bất ngờ cái gì? Tầng 9 nói, ngươi giết người đàn ông áo trắng kia, mọi chuyện vẫn sẽ chưa được giải quyết, chẳng những chưa được giải quyết mà còn có người mạnh hơn đến. Mà có lẽ người mới đó sẽ không chỉ nhằm vào người mà không nhằm vào Phù Văn Tông và Thư Viện Vạn Duy giống người đàn ông áo trắng này, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, bây giờ ta cần chút thời gian. Giết hắn, thời gian của ta sẽ bị thu hẹp hơn. Giữ hắn lại, ta có thể có thêm chút thời gian. Tầng 9 nói, đây là kế tạm thời thôi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Nâng cao thực lực. Thực lực của hắn bây giờ nói yếu thì không phải yếu, ít nhất ngoài những cao thủ hàng đầu trên thế gian này, người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng nói mạnh thì cũng không mạnh lắm. Vẫn có rất nhiều người có thể giết chết hắn. Diệp Huyên không lập tức trở về ngục tối vô biên mà đi tới Trích Tiên Thành. Nơi này có một vị Trích Tiên đang sống, đó là Lý Mộ Bạch. Có một vài chuyện hắn vẫn chưa quên. Diệp Huyên đi tới dưới Trích Tiên Thành. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ra đây. Một lát sau, một người đàn ông trung niên đi ra. Người này chính là Lý Mộ Bạch. Chuyện Lý Mộ Bạch giúp đỡ phệ linh tộc trước đây, sao hắn có thể quên được? Người từng giúp đỡ hắn, hắn sẽ khắc ghi trong lòng, còn người từng hại hắn, hắn cũng sẽ nhớ mãi không quên. Lý Mộ Bạch nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, không ngờ mới mấy tháng không gặp, cậu đã mạnh đến mức này rồi. Diệp Huyên không vòng vo, ra đao đi. Lý Mộ Bạch gật đầu, lão ta mở lòng bàn tay ra, một thanh trường đao xuất hiện trong tay lão ta, một khắc sau, lão ta sải bước về phía trước, rút đao chém một cái. Vào khoảnh khắc đao chém ra, từng tia đao quang bay thẳng lên trên chân trời, cùng lúc đó, một tia đao quang đã lao tới trước mặt Diệp Huyên. Một đao này như muốn chém đôi đất trời vậy. Trước mặt Lý Mộ Bạch,
khi đao quang di chuyển tới chỗ cách đầu Diệp Huyên khoảng nửa trượng, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng qua cổ họng Lý Mộ Bạch. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên xoay người rời đi. Ở chỗ cũ, Lý Mộ Bạch hơi khó tin nhìn bóng lưng của Diệp Huyên, thần hồn tan biến. Với thực lực của Diệp Huyên bây giờ, Lý Mộ Bạch đã hoàn toàn không thể sánh bằng rồi. Dù sao hắn cũng đã thật sự nhập phàm. Sau khi giết chết Lý Mộ Bạch, Diệp Huyên quay lại ngục tối vô biên, hắn đi tới hiệu cầm đồ của tiểu đạo vẫn chưa về. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống đất, sau đó tiến vào tháp giới ngục, hắn đi tới tầng 5, đây là chỗ ở của Diệp Liên bây giờ. Lúc này, Diệp Liên còn đang bế quan đột phá luân hồi cảnh. Diệp Huyên không đi vào, hắn chỉ đứng ngoài cửa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiền bối, bây giờ tình trạng của con bé thế nào? Tầng 9 đáp, không biết. Diệp Huyên vội nói, có ý gì? Tầng 9 giải thích, nàng bắt đầu cảm ngộ luân hồi, nếu có thể thành công, đương nhiên có thể bước vào luân hồi cảnh, nhưng nếu thất bại. Nói đến đây, y không nói tiếp nữa. Diệp Huyên cười, con bé nhất định sẽ thành công. Tầng 9 hỏi, ngươi tự tin thế à? Diệp Huyên gật đầu, ta tin tưởng nàng. Tầng 9 lại nói, có một chuyện muốn nói với ngươi. Diệp Huyên hỏi, chuyện gì? Tầng 9 đáp, vấn đề cảnh giới của ngươi bây giờ. Diệp Huyên im lặng. Bây giờ hắn là nhân quả cảnh, trên đó chính là luân hồi cảnh. Nhưng hắn biết, bước này rất khó mà vượt qua. Tầng 9 nói, cảnh giới của ngươi vẫn là một nhược điểm, vẫn cần nâng cao lên một chút. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ đi tìm mấy thanh kiếm tốt. Tầng 9 nói, luân hồi cảnh đa phần là phải cảm ngộ, nhưng e rằng ngươi cũng không thể tập trung ngồi xuống mà cảm ngộ. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, đúng thế thật. Chiến trường cổ. Đợi sau khi tiểu đạo trở lại, hắn còn phải đến chiến trường cổ một chuyện. Như nhớ ra điều gì, Diệp Huyên lại hỏi, tiền bối, người đến từ thời đại nào vậy? Tầng 9 đáp, đừng nghĩ nhiều, ta chính là người của thời đại này, còn về việc ta là ai, đến bây giờ chắc hẳn chẳng còn mấy ai biết đến ta cũng không có hứng thú nói về những chuyện này, người tự lo cho mình trước đi. Diệp Huyên. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi vào. Diệp Huyên nhìn người đàn ông kia, khi thấy người đàn ông, hắn lập tức ngây người. Phục Ách, ác ma kia. Lúc thấy Diệp Huyên, Phục Ách cũng ngạc nhiên, nhưng y nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói, tiểu hữu, cậu cũng ở đây sao? Diệp Huyên gật đầu, ta đang đợi tiểu đạo cô nương. Phục Ách nhìn một vòng xung quanh, tiểu đạo tiền bối không có ở đây à? Diệp Huyên gật đầu, nhưng có lẽ là sắp về rồi. Ngài cũng đến tìm nàng sao? Phục Ách cười nói, đúng thế, đến tìm nàng đổi ít đồ. Nói xong, y im lặng một lát, sau đó hỏi, tiểu hữu rất thân với tiểu đạo cô nương à? Diệp Huyên cười đáp, xem như là bạn. Bạn. Phục Ách nhìn Diệp Huyên, cười nói, bạn của tiểu đạo cô nương cũng không nhiều. Diệp Huyên cười khẽ, không đáp lời. Phục Ách lại nói, tiểu hữu, cậu có hàng phục được cánh ác ma kia không? Diệp Huyên gật đầu. Phục Ách nhẹ giọng nói, tiểu hữu thật may mắn. Thật ra nếu tiểu hữu có máu ác ma sẽ có thể khiến cánh ác ma này trở nên càng mạnh hơn. Máu ác ma. Diệp Huyên hơi nhíu mày, có ý gì? Phục Ách cười nói, đây là đôi cánh của lão tổ ác ma, bên trong chứa đựng ác ma chi lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng phải có máu ác ma mới có thể sử dụng được. Nếu cậu có máu ác ma, một khi sử dụng nó, cậu sẽ có được ác ma chi lực cường đại, ác ma chi lực này vô cùng mạnh mẽ. Diệp Huyên nhìn Phục Ách, hắn đến định nói chuyện thì Phục Ách lại lắc đầu, tuy ta là ác ma, nhưng máu của ta không được. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Vì đây là đôi cánh của lão tổ ác ma, nhất định phải có máu của ông ấy mới có thể kích hoạt được. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, lão tổ ác ma chết rồi sao? Phục Ách gật đầu, trận chiến năm đó, thần linh và tộc ác ma chúng ta gần như đều chết hết. Dù có vài người còn sống nhưng đều chỉ là những nhân vật nhỏ, cho dù vẫn còn cao thủ siêu cấp chân chính, nhưng e rằng cũng không nhiều. Đương nhiên ta cũng không biết cụ thể lắm. Diệp Huyên trầm giọng nói, thực lực của tiền bối cũng không yếu. Phục Ách lắc đầu, ta cũng chỉ có thế mà thôi, nếu nói đến mạnh, tiểu đạo cô nương mới thật sự là mạnh. Diệp Huyên hỏi, người biết lai lịch của nàng sao? Phục Ách lại lắc đầu, cái này thì ta không biết, chỉ biết là nàng vô cùng thần bí,
giống như không có gì nàng không biết cả. Hay, năm đó nếu ta khiêm tốn hơn thì cũng không đến nổi bị phong ấn nhiều năm như thế. Diệp Huyên cười, trước đây tiền bối đắc tội với tiểu đạo cô nương sao? Phục Ách gật đầu, năm đó sau khi tỉnh lại, ta coi trời bằng vung, cảm thấy mình là vô địch thiên hạ. Đáng tiếc là ta sai rồi. Nếu trước đây khiêm tốn hơn, chăm chỉ tu luyện, thì hôm nay có lẽ ta đã là đại ác ma rồi. Diệp Huyên hỏi, đại ác ma? Phục Ách cười giải thích, trong ác ma tộc của ta có phân chia ác ma và đại ác ma, trên đại ác ma chính là lão tổ ác ma. Lão tổ ác ma chính là muốn nói huyết mạch của mình đã vượt qua tổ tiên. Diệp Huyên trầm giọng nói, có nghĩa là trong ác ma tộc của ngài, lão tổ ác ma là đời sau mạnh hơn đời trước. Phục Ách gật đầu, có thể hiểu là thế. Diệp Huyên nói, ta nghe tiểu đạo cô nương nói, trước đây sở dĩ các ngài bị hủy diệt là bởi vì thiên đạo. Thiên đạo. Nghe vậy, sắc mặt Phục Ách lập tức trở nên nặng nề. Diệp Huyên hỏi, thiên đạo đáng sợ lắm à? Phục Ách cười khổ, tiểu hữu, thiên đạo này không phải trò đùa đâu, thiên đạo tối cao đó chẳng những có thực lực sâu không lường được mà còn rất thông minh, hay, dù sao lúc trước cũng do chúng ta quá sơ ý. Có lẽ thần linh tộc cũng rất khó chịu. Diệp Huyên cười, có từng nghĩ đến việc báo thù không? Phục Ách vội lắc đầu, tuyệt đối không thể có suy nghĩ này được, bây giờ ta chỉ muốn sống yên ổn, không có yêu cầu gì khác nữa cả. Sống yên ổn. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng muốn. Sinh ra trong thế gian này, ai mà không muốn sống yên bình chứ? Phục Ách đột nhiên nói, tiểu hữu, chiến trường cổ kia đã mở rồi, nếu cậu muốn có máu tươi của lão tổ ác ma thì có thể đến đó. Diệp Huyên hỏi, lão tổ ác ma của các người bỏ mạng ở đó à? Phục Ách gật đầu, đúng thế, nếu cậu đi, biết đâu may mắn sẽ có được máu tươi của lão tổ ác. Nhưng tiểu hữu phải chuẩn bị tâm lý. Máu tươi của lão tổ ác ma vô cùng quý giá, dưới tình huống bình thường, e rằng rất khó lấy được. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, đến lúc đó đi thử vận may thôi. Lúc này, Phục Ách đột nhiên lấy một bình bạch ngọc ra, y đi tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó đưa bình bạch ngọc đó cho Diệp Huyên, tiểu hữu, trong này có một giọt máu của lão tổ ác ma, có thể thúc giục ác ma chi lực trong cánh ác ma này một lần, ta giữ lại cũng vô dụng, cho nên tặng cậu đấy. Diệp Huyên thản nhiên nhận lấy bình bạch ngọc, sau đó cười nói, tiền bối đến tìm tiểu đạo cô nương là vì chuyện gì thế? Phục Ách vội vàng gật đầu, đúng rồi, muốn nhờ tiểu đạo tiền bối giúp một việc nhỏ. Ta chỉ hơi lo lắng, lo tiểu đạo cô nương không muốn gặp ta, thẳng thừng đuổi ta ra ngoài, cậu xem. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm, lát nữa tôi sẽ nói tốt vài câu cho ngài với tiểu đạo. Nghe vậy. Phục Ách vội vàng chắp tay, tiểu hữu trượng nghĩa. Diệp Huyên cười nói, con người ta không có ưu điểm gì khác, chỉ hơi thích giúp người làm niềm vui thôi. Phục Ách gật đầu, chân thành nói, nhìn ra được, người tốt như tiểu hữu khó tìm được trên đời này lắm. Diệp Huyên vừa định đáp lời thì tầng 9 chợt lên tiếng, dừng dừng, ông đây không chịu nổi nữa rồi. Giả tạo. Tầng 9 nói, Diệp Huyên tiểu tử, ta phát hiện có người vô sỉ giống hệt ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, Phục Ách nhìn vào bụng Diệp Huyên, tiểu hữu, vị này là. Diệp Huyên cười nói, một vị tiền bối đang ở tạm trong người ta. Phục Ách gật nhẹ đầu, thực lực của các hạ không tầm thường chút nào. Tầng 9 cười nói, cũng bình thường thôi. Phục Ách lắc đầu, các hạ có hơi thở sâu không lường được, tuy ở trước mắt nhưng hoàn toàn không thể nào đo lường, tựa như bầu trời rộng lớn vậy, mang đến cho người ta một cảm giác áp lực vô hình. Ta đứng trước mặt các hạ lại như đang đứng trước một ngọn núi lớn, khiến ta có cảm giác cao không với tới. Nghe vậy, khóe mắt Diệp Huyên hơi giật, tên này đúng là giỏi nịnh hót. Lúc này, tầng 9 bật cười, thật ra cũng đâu có khoa trương như các hạ nói chứ, ta cũng chỉ bình thường mà thôi. Thật ra thực lực của ngươi cũng không tệ, trời đất này chắc hẳn cũng chẳng có bao nhiêu người có thể giết được ngươi, mà ngươi chỉ mới chừng này tuổi đã có trình độ như thế thật sự rất hiếm có. Diệp Huyên. Phục Ách cười khẽ, so với các hạ, thực lực này của ta cũng giống như đom đóm đứng trước ánh trăng vậy, thật sự vô cùng nhỏ bé. Tầng 9 cười nói, đâu có, các hạ thật sự quá khiêm tốn. Không hổ là cao thủ tuyệt thế, tính cách này thật sự là tấm gương cho chúng ta. Phục Ách còn muốn tiếp lời nhưng Diệp Huyên chợt lên tiếng, hai vị đều là cao thủ tuyệt thế,
chỉ có ta mới là kẻ yếu thôi. Phục Ách vội vàng lắc đầu, không không, tiểu hữu chỉ từng này tuổi đã đạt đến phàm kiếm, hơn nữa bên cạnh còn có một người bạn như tiểu đạo cô nương, ta dám khẳng định không lâu nữa, trên đời này sẽ không còn ai là đối thủ của tiểu hữu. Diệp Huyên cười khẽ, đang định đáp lời thì lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh, các ngươi nói xong chưa? Diệp Huyên và Phục Ách quay đầu nhìn lại, không biết tiểu đạo đã đứng trước cửa từ bao giờ. Hai người cũng không biết tiểu đạo trở về lúc nào. Thấy tiểu đạo, Phục Ách vội vàng tiếng lên nghênh đó, sau đó cung kính hành lễ, xin chào tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo nhìn Phục Ách, có chuyện gì sao? Phục Ách vội vàng nói, có một chuyện nhỏ muốn nhờ tiểu đạo cô nương giúp đỡ. Tiểu đạo cười nói, là chuyện phong ấn trước kia à? Phục Ách gật đầu, bùa phong ấn kia nằm trong người ta, cho dù ta làm gì cũng không thể phá hủy được nó, chỉ có thể nhờ tiểu đạo cô nương giúp đỡ. Mong tiểu đạo cô nương cứu tại hạ một mạng, tại hạ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cho tiểu đạo cô nương. Vẻ mặt tiểu đạo không chút cảm xúc, ta không làm được. Nói xong, nàng đi tới sau quầy, cầm một quyển sổ nhỏ ra lật xem. Thấy vậy, Phục Ách thoáng chốc hơi lúng túng, lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh chợt cười nói, nào nào, tạm thời chúng ta không nói đến chuyện này, để ta đi nấu cơm. Nói xong, hắn ra hiệu cho Phục Ách lập tức hiểu ý, vội nói, được được, để ta giúp cậu. Nói xong, y vội vàng đi tới giúp đỡ Diệp Huyên. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên nấu xong một bàn thức ăn, lúc này, tiểu đạo đi tới trước bàn ngồi xuống, nàng cũng không nói gì, lập tức động đũa. Diệp Huyên cũng ngồi xuống ăn, hắn nhìn về phía Phục Ách, ăn cùng đi. Phục Ách nhìn thoáng qua tiểu đạo, sau đó vội vàng lắc đầu, không không, ta không ăn. Diệp Huyên còn muốn khuyên, nhưng Phục Ách lại không ngừng lắc đầu. Hắn cũng không ép nữa, cũng bắt đầu ăn. Sau khi ăn một lát, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, tiểu đạo cô nương, trước đây cô nói với ta ác ma đều là những người vô cùng hung ác, nhưng ta thấy Phục Ách tiền bối rất tốt mà. Tiểu đạo cười châm chọc, tốt, đó là do ngươi không biết, trước đây hắn đã liên tục tàn sát 12 tòa thành, giết chết không chỉ 10 triệu ngươi đấy. Tàn sát 12 tòa thành. Nghe vậy, Diệp Huyên híp mắt nhìn về phía Phục Ách cười ngượng ngùng, còn trẻ, khi đó còn trẻ, không hiểu chuyện. Làm rất nhiều chuyện sai lầm, bây giờ ta đã trở nên tốt hơn rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên có hơi kỳ lạ. Trở nên tốt hơn. Không nói cũng biết, chắc chắn trước kia tên này là một kẻ hung ác. Lúc này, tiểu đạo lại nói, đừng thấy bây giờ hắn biết điều như thế, thật ra thì hắn không hề thành thực chút nào, người cho hắn một cái thang chắc hắn sẽ leo lên trời. Diệp Huyên im lặng. Tiểu đạo cười nói, còn muốn nói chuyện giúp hắn nữa không? Diệp Huyên cười khẽ, hắn từng nói muốn kết thiện duyên với ta, mà ta cũng muốn thế. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Tiểu đạo gật nhẹ đầu, ta nể mặt ngươi. Dứt lời, nàng bấm ngọn tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày của Phục Ách. Người Phục Ách không ngừng run rẩy. Một khắc sau, một hơi thở mạnh mẽ dâng lên từ trong người y, nhưng hơi thở đó nhanh chóng bị y thu về. Một lát sau, Phục Ách cung kính hành lễ với tiểu đạo, đa tạ. Sau đó, y nhìn về phía Diệp Huyên, đa tạ tiểu hữu. Nói xong, y bấm tay một cái, một con dấu màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tiểu hữu, đây là đá truyền tống, sau này nếu tiểu hữu có cần ta giúp gì cứ truyền huyền khí vào trong, ta sẽ tự xuất hiện. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, người cần phải hiểu sau này có lẽ ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức nghiêm trọng. Phục Ách đang muốn đáp lời, tiểu đạo lại cười nói, hắn nói đúng, có lẽ ngươi có thể cảm nhận được trên người hắn có rất nhiều nhân quả, sau này hắn nhờ ngươi giúp đỡ có thể sẽ lấy mạng ngươi đấy. Phục Ách cười, đều không thành vấn đề. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu hữu bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối bảo trọng. Phục Ách gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyên, nói, đợi khi nào ngươi đến chiến trường cổ. Sau đó nếu được thì lấy một thứ giúp ta. Diệp Huyên hỏi, lấy cái gì? Tiểu đạo mở lòng bàn tay ra, một tờ giấy xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trên tờ giấy là hình một miếng ngọc thạch nửa trắng nửa đen. Diệp Huyên hỏi, đây là? Tiểu đạo cười nói, đá ác linh,
là một đá có hai thuộc tính hoàn toàn khác nhau, nó không có tác dụng với ngươi, nhưng lại có chút tác dụng với ta. Ngươi đừng hỏi vì sao ta không tự đi, vì nếu ta đi đến nơi đó thì sẽ hơi phiền phức. Diệp Huyên hỏi, phiền phức gì? Tiểu đạo liếc Diệp Huyên, vậy mà vẫn hỏi. Diệp Huyên, tiểu đạo khẽ thở dài, nơi đó không đơn giản, ta đi chắc chắn sẽ có chút phiền phức. Có một vài chuyện ta thật sự không muốn quan tâm, hiểu chưa? Diệp Huyên hỏi, không muốn quan tâm chuyện gì? Tiểu đạo đập bàn một cái. Cái bàn lập tức hóa thành cho bụi. Diệp Huyên vội nói, đừng, đừng nóng giận, ta không hỏi nữa. Tiểu đạo trừng Diệp Huyên, có hơi sù lông. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, ta không hỏi nữa. Tiểu đạo hờ hững nói, bây giờ nơi đó đã mở rồi, chắc chắn có rất nhiều người đi vào, người phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, hắn hơi do dự, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, ta hơi lo lắng. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên cười ngượng ngùng, tiểu đạo cô nương, hôm trước ta thấy cô dùng một cây châm, đúng rồi, chính vận mệnh chi châm ấy, cô có thể cho ta mượn nó không? Đợi sau khi ra ngoài ta sẽ trả nó cho cô ngay, được chứ? Ta thề, ta có thể thề độc. Vẻ mặt tiểu đạo không chút cảm xúc, người muốn vận mệnh chi châm kia à? Diệp Huyên vội nói, là mượn, là mượn. Tiểu đạo hỏi, ngươi sẽ trả lại chứ? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, cô vẫn chưa tin vào nhân phẩm của ta ư? Tiểu đạo nhếch miệng cười, ta tin, ta vô cùng tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cho nên ta sẽ không cho ngươi mượn. Diệp Huyên, lúc này, tiểu đạo lắc đầu, bây giờ ngươi không thể sử dụng vận mệnh chi châm kia, trên người ngươi có không ít bảo vật. Đến chiến trường cổ đó cũng không nguy hiểm lắm, đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi đi tay không. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, một cái lồng nhỏ màu xanh lá xuất hiện trong tay nàng. Mắt Diệp Huyên sáng lên, tiểu đạo tiền bối, đây là gì thế? Tiểu đạo cười nói, hình chiếu của lồng thiên địa, ngươi cầm nó đi. Sau này nếu gặp phải nguy hiểm có thể sử dụng nó, sau đó sẽ có một lớp bảo vệ này có thể giúp ngươi không chịu ảnh hưởng của bất cứ một đòn tấn công nào trong vòng nửa khắc, trong nửa khắc này, ngươi sẽ nằm trong trạng thái vô địch. Đương nhiên trừ khi có cao thủ cấp bậc như cô gái váy trắng ra tay với ngươi. Diệp Huyên hơi nhíu mày, chỉ là hình chiếu thôi ư. Tiểu đạo gật đầu. Diệp Huyên hỏi, vật thật ở chỗ cô sao? Tiểu đạo chớp mắt, sau đó nói. Không có ở đây. Diệp Huyên. Tiểu đạo bấm tay, một luồng sáng trắng bay vào giữa chân mày Diệp Huyên, đây là địa chỉ, đi theo nó là được. Diệp Huyên hơi do dự, nhắc lại lần nữa, nơi đó thật sự rất nguy hiểm đó. Tiểu đạo trừng hắn, ngươi không đi đúng không? Diệp Huyên vội nói, đi. Nói xong, hắn nhận lấy cái lồng đó, xoay người rời đi. Tiểu đạo lắc đầu cười, xoay người đi vào trong quầy. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước cửa. Ông lão mặc một bộ hắc bào rộng, mái tóc bạc phơ, mắt sắc như đao, vô cùng sắc bén. Ông lão nhìn tiểu đạo, các hạ là gì của Diệp Huyên? Tiểu đạo vung tay phải lên. Oanh! Ông lão híp mắt lại, nâng tay phải lên. Tay phải của lão ta lập tức nổ tung, cùng lúc đó, lão ta đã lùi tới ngoài cửa. Ông lão nhìn chằm chằm tiểu đạo ở sau quầy, rốt cuộc các hạ là ai? Tiểu đạo ngẩng đầu lên nhìn ông lão, cười nói, ông đoán xem. Ông lão trầm giọng nói, có lẽ các hạ cũng biết người hộ đạo chúng ta. Tiểu đạo gật đầu, biết, hơn nữa còn hiểu rất rõ. Ông lão híp mắt, hiểu rất rõ. Tiểu đạo cười nói, đạo chủ đời thứ nhất của các ông tên là Lâm Lang, đúng không? Nghe vậy, ông lão trợn mắt, cô. Tiểu đạo lắc đầu thở dài, lúc trước khi ta biết hắn, hắn còn là một thằng nhóc mặc quần yếm. Đương nhiên cũng không thể không nói hắn thật sự là một nhân tài, sau này mới có thể phát triển được như thế. Nếu không phải trong lòng hắn có chấp niệm, hơn nữa còn không thể nhìn thoáng, không thể buông bỏ, thì có lẽ hắn đã có thể tiến thêm một bước nữa rồi. Ông lão trầm giọng nói, rốt cuộc các hạ là ai? Tiểu đạo cười khẽ, ông nhất định muốn biết à? Ông lão gật đầu, lão phu thật sự thấy tò mò. Tiểu đạo nói, vào thời đại của ta, vũ trụ ngũ duy còn chưa xuất hiện đâu. Nghe vậy, ông lão trợn mắt, một khắc sau, đầu của lão ta im hơi lặng tiếng rơi xuống. Trong tiệm cầm đồ thiên đạo,
Tiểu đạo tiếp tục lật xem một quyển sổ nhỏ, bên trong ghi lại tên của những người mắc nợ nàng ta. Xem ra nàng ta đã cho vay khá nhiều từ trước đến nay rồi. Đúng lúc này, một người xuất hiện ngoài cửa, chính là Diêm Đế của Diêm Điện. Ông ta nhìn thi thể trước mặt, chần chừ một hồi rồi cung kính thi lễ với người ngồi phía trong, tiểu đạo tiền bối, đây là... Nàng ta mỉm cười, người hộ đạo. Diêm Đế bước vào trong tiệm cầm đồ, hạ giọng hỏi, bọn họ rốt cuộc là thế lực ra sao? Tiểu đạo đặt quyển sổ trong tay xuống, nhìn ông ta biết ý của ngươi. Ngươi muốn kết thiện duyên với Diệp Huyên đúng không? Diêm Đế gật đầu, nhưng tiểu đạo lại lắc đầu, thường ngày các ngươi có thể hỗ trợ hắn một chút, nhưng đừng đặt hy vọng của toàn bộ tông môn lên người hắn. Vì sao? Diêm Đế ra chiều khó hiểu. Tiểu đạo cười, bởi vì nhân quả trên người hắn quá mạnh. Nếu đặt cược toàn bộ tông môn lên người hắn, các ngươi có thể sẽ trắng tay. Đơn giản mà nói thì là do các ngươi yếu, hiểu chưa? Thấy đối phương lặng thinh, nàng ta tiếp lời, lấy người hộ đạo làm ví dụ đi. Họ là một thế lực rất xa xưa, thực lực cực kỳ mạnh, đến nỗi ngươi không thể tưởng tượng. Diêm Điện ngươi tuyệt đối không thể chống lại họ. Diêm Đế hạ giọng, tiền bối, Diệp Huyên này rốt cuộc là người nào? Tiểu đạo nhẹ giọng đáp, một người mà ta cũng không thể trêu vào. Nghe vậy, Diêm Đế đột ngột ngẩng phát lên, việc này. Tiểu đạo cong môi, trong lòng các ngươi, ta là người lợi hại vô cùng, không gì không biết, không gì không thể. Nhưng thật ra, nếu so với cô gái váy trắng sau lưng hắn. Nàng ta nói đến đây thì lắc đầu, đó là một người không nằm trong quy tắc ở đây. Diệp Huyên hạ giọng, nàng ta rốt cuộc mạnh đến đâu? Không thể biết. Diêm Đế cau mày, không thể ư. Tiểu đạo nháy mắt, chính là không biết đấy. Sức mạnh của nàng ta đã vượt khỏi hiểu biết của ta về cảnh giới. Với ta nói cho ngươi nghe một bí mật, thật ra nàng ta không phải. Bỗng nàng ta lắc đầu, thôi không nói cho ngươi. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ, có thể kết giao với Diệp Huyên, nhưng đừng giao thiệp quá sâu, bằng không thì hắn chưa rơi sợi tóc nào, còn các người thì chắc chắn sẽ gặp chuyện đấy. Bởi những nhân quả kia chỉ có hắn mới gánh chịu được, các người thì không. Hơn nữa các người cũng không phải giao thiệp sâu với hắn đâu, chỉ cần nhớ hành sự cho khiêm tốn là được. Diêm Đế khẽ thi lễ, đa tạ tiểu đạo cô nương chỉ điểm. Tiểu đạo lại nói, còn phù đồ cổ tộc. Diêm Đế vội nói, chúng ta sẽ không chèn ép họ. Tiểu đạo gật đầu, họ đã không thể gây uy hiếp đến các ngươi nữa, tha cho họ một đường sống đi. Vâng. Tiểu đạo nhìn thi thể bên ngoài cửa hiệu, lắc đầu cười, mấy tên hộ đạo này còn chuyển mũi dùi sang ta cơ đấy, sống lâu quá phát chán rồi sao? Diêm Đế nói sau một hồi do dự, tiểu đạo tiền bối, nếu cô gái váy trắng kia đã mạnh như vậy. Vì sao những người này vẫn còn nhằm vào Diệp Huyên? Tiểu đạo chớp mắt, tại ngu đó. Diêm Đế hóa đá, lại nghe nàng ta cười, thật ra thì họ căn bản không biết sức mạnh chân chính của nàng kia, với lại họ đến từ thời cổ đại, đã từng làm ra rất nhiều việc kinh thiên động địa, thêm cả cái thói cao cao tại thượng của mình nên ai đấy nếu kiêu ngạo vô cùng. Nói ngắn lại, khi một người đạt đến trình độ nhất định thì sẽ sinh lòng tự phụ, mà bọn họ lại là vô cùng tự phụ. Trừ cái vị từng là thiên đạo tối cao kia ra, bọn họ không để ai vào mắt cả, nên cũng sẽ không sợ Diệp Huyên. Diêm Đế im lặng một phen mới cất tiếng, ngay cả tiền bối, họ cũng không thèm để vào mắt ư. Tiểu đạo cười, họ mà có thì đã không cho người đến quấy rầy ta rồi. Diêm Đế hạ giọng, theo lý mà nói, một thế lực xa xưa thế này hẳn phải biết tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cong môi, thôi không nói họ nữa. Chốc nữa người đi thì nhớ kéo cái xác kia đi giúp ta luôn nhé, để ở đây tanh quá. Diêm Đế gật đầu rồi lui ra, để lại tiểu đạo ngồi trong tiệm cầm đồ. Sau một hồi im lặng, nàng ta lắc đầu thở dài. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi ngục tối vô biên, Diệp Huyên đi theo hướng dẫn của tiểu đạo đến một ngọn núi hoang nọ. Hắn quan sát bốn phía, thấy nơi nơi đều là núi, trên đỉnh có sương mù lượn lờ. Khoảng nửa giờ sau, hắn đi đến một tòa thành cũ kỹ, diện tích không lớn nhưng trông sập sệ vô cùng, bốn phía rải rác vô số thi thể. Hắn nhìn lên, thấy trên cổng có ghi mấy chữ lớn, cổ chiến thành. Diệp Huyên vừa đi đến cổng thành đã cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ập vào mặt. Hắn nhìn sang bên phải, thấy nơi góc tường có một người thanh niên đang quan sát hắn. Người kia thấy Diệp Huyên nhìn sang thì sửng sốt,
sau đó toàn bộ địch ý trong mắt biến mất. Hắn ta khẽ gật đầu với Diệp Huyên rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên cau mày, hắn biết ta à? Nhưng hắn không nghĩ ngợi nữa mà cất bước đi vào. Trong thành là một chốn lộn xộn, kiến trúc bốn phía đã mục nát, nhìn đâu cũng thấy thi thể la liệt. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ truyền tới từ nơi gần đó. Diệp Huyên ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người nện xuống trước mặt hắn. Đó là một cô gái mặc chiếc váy ôm sát, cặp mắt và đôi mày xinh đẹp như một bức họa. Mà cách đó không xa, một người đàn ông cao to vạm vỡ đi đến. Cô gái thoát cái đứng dậy, nhìn sang Diệp Huyên. Hắn lập tức lùi lại, ta chỉ đi ngang qua thôi. À ta hạ giọng nói, xin vị công tử này giúp đỡ. Diệp Huyên lắc đầu nguầy nguậy, cô nương đừng nói đùa, ta chỉ đi ngang nơi này thôi. Làm anh hùng cứu mỹ nhân á? Không nhé. Nơi này nhìn thôi đã thấy loạn lạc rồi, đừng tự kiếm chuyện cho mình mới là đúng. Hơn nữa, chưa chắc gì cô gái này đã là người tốt. Một khi chưa rõ tình huống thì đừng có chõ mũi xía tay vào chuyện người khác. Sắc mặt cô gái kia trở nên khó xem, mà người đàn ông cao lớn kia lại ôm quyền với Diệp Huyên, các hạ, đây là việc giữa ta và ả, mong các hạ đừng nhúng tay. Diệp Huyên gật đầu, ta không xen vào đâu, hai người cứ tiếp tục. Thấy hắn lui sang một bên, cô gái kia bắn một ánh mắt lạnh lùng sang. Cảm nhận được địch ý trong đó, hắn không khỏi cau mày. Cái gì vậy? Người đàn ông thô kệch nói với cô gái, lãnh diễm, người độc ác lắm. Rõ ràng đã nói sẽ chia đều những gì lấy được ở chiến trường cổ, nào ngờ ngươi lại muốn ôm trọn, lại còn giết Liễu Thanh. Cô gái tên lãnh diễm lạnh nhạt nói, Lý Khiếu, nếu ta là ngươi thì sẽ lập tức rời đi, may ra còn một đường sống. Lý Khiếu cười khẩy, ngươi tưởng ta đang dọa suông à? Gã nói xong thì lập tức ra tay. Nào ngờ một ông lão bất thình lình xuất hiện khiến gã biến sắc, vung nắm đấm ra, không ngờ lại bị hất văng ra ngoài, rớt phịch xuống một đống đổ nát. Uỳnh! Mặt đất chấn động kịch liệt. Lý Khiếu đang giãy giụa đứng dậy thì ông lão kia bỗng tung ra một quyền từ đằng xa. Một luồng sức mạnh linh hồn khủng khiếp ngùn ngụt tuôn trào, Lý Khiếu chưa kịp phản ứng thì thân xác đã vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn. Ông lão cười gằn, đoạn vung tay lên. Một dấu tay mờ mờ chặn đường Lý Khiếu. Sau đó ông ta hé miệng hút vào một hơi, nuốt trọn linh hồn Lý Khiếu vào miệng. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyên không khỏi nhìn ông lão. Thì ra là một hồn tu, hiếm khi thấy có người tu luyện theo lối này. Ông lão đi đến, cô gái kia khẽ nhếch môi, bắt tay ông ta, cười nói, ông mà đến chậm thêm chút nữa là ta đã không còn ở đây rồi. À ta còn cố tình dùng một số vị trí khác cọ cọ tay đối phương. Diệp Huyên không khỏi trợn mắt khi nhận ra quan hệ hai người này không tầm thường chút nào. Bỗng giọng cười khà khà của tầng 9 vang lên, trâu già gặm cỏ non kìa, hê hê. Diệp Huyên lắc đầu cười nhạt, nhưng hắn không có hứng thú xen vào việc người khác, bèn lập tức rời đi. Ngờ đâu ả lãnh diễm kia bỗng lên tiếng, chậm đã. Diệp Huyên quay lại, có chuyện gì sao cô nương? Lãnh diễm đi đến trước mặt hắn, nở nụ cười, bây giờ đã thấy hối hận chưa? Diệp Huyên hơi ngớ ra, hối hận gì cơ? Nếu ban nãy người giúp ta thì đã có thể kết thiện duyên với ta, nhưng bây giờ... Ả cười lạnh rồi nhìn hắn, người phải trả giá. Diệp Huyên không khỏi cau mày, cô có bị bệnh không? Tại sao ta cứ phải giúp cô mới được? Ta muốn người phải hối hận vì đã không giúp ta. Diệp Huyên lắc đầu, trước kia ta luôn cho rằng đã tu luyện thì trí tuệ cũng không thể kém, bây giờ mới biết mạnh và ngu là hai phạm trù khác nhau. Đôi mắt lãnh diễm nheo lại, cái mồm phách lối đấy, ngươi. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên vung tay. Chát! Lãnh diễm còn chưa kịp phản ứng đã ăn một tát của Diệp Huyên, bay tít ra xa hơn trăm trượng. Khi đứng lên, ả ngây ra như phỗng. Vậy mà ả không thể đánh trả hư. Bỗng nhiên ả dần bình tĩnh lại khi nhận ra thiếu niên này tuyệt đối không phải người thường. Khi ả nhìn ông lão, ông ta xoáy đôi mắt sâu hóm vào Diệp Huyên rồi ôm quyền nói các hạ rất mạnh. Diệp Huyên cười, ông có định trả thù cho cô ta không? Ông ta nhìn lãnh diễm rồi nói, nàng đắc tội các hạ, muốn xử trí thế nào cứ tùy ý. Những lời này khiến lãnh diễm tái mặt. Ả biết, ông ta đã quyết định vứt bỏ ả rồi. Vì sao? Chỉ có thể là vì người này sở hữu sức mạnh siêu quần.
Diệp Huyên nhìn ông lão, không ngờ rằng ông ta lại dứt khoát từ bỏ cô gái kia như vậy. Hắn lắc đầu, đoạn hỏi à, cô nói xem ta nên trừng phạt thế nào đây? Mặt Lãnh Diễm trắng bệch, sau một phen trần trừ thì chậm rãi quỳ xuống, nô tỳ nguyện làm bất kỳ điều gì vì công tử. Bất kỳ điều gì ư? Sắc mặt Diệp Huyên trở nên kỳ quặc. Đúng lúc ấy, vài luồng hơi thở hùng mạnh bỗng xuất hiện bốn phía, thẳng hướng Diệp Huyên. Hắn cau mày, có người đang nhằm vào hắn ư? Bỗng ông lão kia bật cười, các hạ, người của ta đến rồi, ta đổi ý. Ông lão vừa dứt lời, đã có mấy bóng người áo đen xuất hiện sau lưng ông ta. Ai nấy đều sở hữu khí tức vô cùng mạnh mẽ, tất cả thần thức đều đặt mục tiêu trên người Diệp Huyên. Đổi ý ư? Sắc mặt Diệp Huyên có phần kỳ quái, trước khi nhìn sang Lãnh Diễm với nụ cười như có như không. Ả ta trần trừ một khoảng rồi đứng lên, lùi sang một bên. Diệp Huyên quay lại, nghe ông lão cười hỏi, không biết các hạ xưng hô thế nào. Hắn mỉm cười, Diệp Huyên. Chưa nghe bao giờ. Đối phương nói sau một hồi trầm ngâm rồi bật cười, xem ra cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt mà thôi, cứ việc giết. Vô cùng huỵch tuẹt. Diệp Huyên bật cười, một khắc sau, hắn biến mất tại chỗ. Xoẹt. Một tia kiếm quang lóe lên. Ông lão biến sắc, nắm chặt tay phải lại rồi tung ra. Một luồng sức mạnh linh hồn hùng hậu tuôn trào theo nắm đấm. Nhưng khi chạm đến kiếm của Diệp Huyên, nó lập tức tan thành hư vô. Ông lão hoảng hốt, chỉ một khắc sau, thanh kiếm đã đâm xuyên cổ họng ông ta. Phập, máu phun ra như suối. Linh hồn ông ta toan chạy rồi kinh hãi nhận ra không thể cử động. Bởi thanh kiếm mà Diệp Huyên sử dụng là chấn hồn. Ông ta trợn trừng nhìn hắn, ta là trưởng lão Thiên Hồn Tông. Ngươi dám giết ta ư? Diệp Huyên gật đầu, dám chứ? Nói xong, hắn vung tay phải lên, để kiếm chấn hồn nuốt trọn linh hồn đối phương. Sau đó, hắn thu kiếm về, nhìn những cường giả còn lại. Bọn họ tái mặt, vội vàng lùi lại. Diệp Huyên nhếch môi, vung tay lên, chấn hồn biến thành một tia kiếm quang. Xoẹt 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 xoẹt. Năm cái đầu đồng loạt bay ra ngoài, chỉ còn lại Diệp Huyên và Lãnh Diễm. Hắn vừa đưa mắt sang, ả ta đã mặt cắt không còn hột máu, cuống quýt thụt lùi. Diệp Huyên chỉ cười khẩy một tiếng rồi rời đi. Lãnh Diễm thấy vậy thì không khỏi thở phào. Ả nhìn những thi thể không đầu khắp nơi rồi lập tức biến mất ở nơi xa. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên bước vào tòa thành, chỉ trong chốc lát đã đi đến trung tâm. Nơi đó có một truyền tống trận đi đến chiến trường cổ, nhưng đã bị cường giả canh giữ. Hắn vừa đi đến trước truyền tống trận, một ông lão áo vải thô đã xuất hiện hỏi, có giấy thông hành không? Diệp Huyên do dự rồi nói, tiểu đạo cô nương bảo ta đến đây. Ông lão nhìn hắn, không quen. Không quen ư? Diệp Huyên đớ người. Những người này không biết tiểu đạo là ai sao? Thế thì nàng ta sống ẩn giật quá rồi đấy. Ông lão lại nói, không có giấy thông hành thì đi mau đi. Diệp Huyên, phải đến đâu để lấy được nó? Biết thì biết, không biết thì không biết, hỏi hỏi cái gì? Diệp Huyên, đi mau đi, ông ta lại giục. Diệp Huyên đành gật đầu rồi xoay gót, chỉ trong chốc lát đã biến mất ở nơi xa. Không bao lâu sau, truyền tống trận chợt run lên nhẹ nhẹ. Ông lão áo vải khẽ nhíu mày, nhìn nó với vẻ nghi hoặc. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đương nhiên sẽ không tốn thời gian đi tìm giấy thông hành gì rồi. Giờ phút này, hắn đang ở trong một đường truyền tống. Sau khi sử dụng đôi cánh ác ma, tốc độ của hắn đã đạt đến giới hạn vô cực của con người, nhanh chóng thâm nhập vào đường truyền mà không bị ông lão kia phát hiện. Trong thông đạo dẫn đến chiến trường cổ, Diệp Huyên khép hờ mắt, tĩnh khí ngưng thần. Không biết qua bao lâu sau, hắn mở mắt ra, nhìn thấy mình đang đứng bên bờ một con sông. Bốn phía là những đỉnh núi cao liên tu bất tận, mà trước mặt hắn không xa là một pho tượng khổng lồ, cao bằng mười mấy người trưởng thành. Hơn phân nửa pho tượng đều chìm xuống sông, trông cũ kỹ vô cùng, lại còn mất một cánh tay. Diệp Huyên quan sát nó một hồi rồi khẽ cất giọng, đây là ác ma hay thần linh? Thần linh! Một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau. Diệp Huyên quay lại, nhìn thấy một cô gái đang chậm rãi đi đến. Nàng ta ước chừng 20 tuổi, mặc váy dài trắng tinh, tay nắm một thanh trường đao. Diệp Huyên nhìn,
thấy trên mặt nàng ta là một chiếc mặt nạ trắng, che đi dung mạo thật sự. Hắn cười hỏi, cô nương là? Gọi ta A Kỳ là được. Hắn gật đầu, A Kỳ cô nương vừa nói đây là thần linh. Nàng ta gật đầu, một vị thần đến từ thời cổ đại, hình như được gọi là cự thần linh, sức mạnh khổng lồ, có thể chống đỡ trời đất. Nghe vậy, Diệp Huyên đi đến trước pho tượng, khẽ chạm vào một cái. Nhưng sau đó, hắn lắc đầu với vẻ thất vọng, pho tượng này được làm từ đá thường, chẳng có gì quý giá. Bỗng A Kỳ lên tiếng, ngươi vừa mới đến đây ư? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, gật đầu, vừa vào. Có hứng thú hợp tác không? Diệp Huyên nhìn nàng ta, hợp tác là sao? A Kỳ chỉ về bên phải, bên kia có một bí cảnh vừa xuất hiện, có muốn hợp tác với nhau không? Diệp Huyên nhếch môi, cô tin ta sao? Chỉ là hợp tác mà thôi. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, được. Theo ta. A Kỳ nói rồi xoay người rời đi, Diệp Huyên nối bước. Trên đường, Diệp Huyên tự hỏi trong lòng, tiền bối, nàng ta có nguy hiểm không? Hắn không cảm nhận được hơi thở của A Kỳ, mà đối phương chắc chắn không đạt đến trình độ như tiểu đạo. Tầng 9 cười đáp, ngươi đoán xem. Diệp Huyên không khỏi sạm mặt, tiền bối đừng như vậy. Đối phương lại càng cười khà khà, ta biết nơi nào trong này an toàn nhất, nơi nào nguy hiểm nhất, nhưng ta không nói đâu, he he. Diệp Huyên. Bỗng, A Kỳ lên tiếng, các hạ là kiếm tu sao? Diệp Huyên kinh ngạc, cô nhận ra. Nàng ta gật đầu, trên người ngươi có khí tức của kiếm ý. Vậy cô là đao tu? A Kỳ nhìn đao trong tay, gật đầu, phải. Diệp Huyên không khỏi quan sát nàng ta, A Kỳ cô nương từ đâu mà đến? Thấy nàng ta không đáp, hắn chỉ cười, chỉ hỏi một chút thôi, không có ý gì. Thiên Tông, A Kỳ nói. Diệp Huyên không khỏi cau mày, hắn chưa từng nghe hai chữ này bao giờ. A Kỳ nhìn sang, chưa nghe bao giờ sao? Phải, hắn gật đầu. Vậy ngươi đến từ đâu? Diệp Huyên suy tư một chút rồi nói, Thư viện Vạn Duy. Là nơi tiên tri từng sáng lập ư? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, cô cũng biết tiên tri sao? A Kỳ nhìn hắn, cường giả tuyệt thế năm ấy, chư thiên vạn giới này có ai không biết? Diệp Huyên im lặng. Thật ra, cho đến lúc này hắn cũng không biết vũ trụ ngũ duy này rộng lớn đến mức nào. A Kỳ rất mạnh, chứng tỏ Thiên Tông cũng là một thế lực không kém, vậy mà hắn chưa từng nghe đến. Bỗng A Kỳ lên tiếng, Thư viện Vạn Duy đang do ai làm viện trưởng? Diệp Huyên, phụ tử. Nàng ta gật đầu, nghe nói bọn họ có một món báu vật, tên là Thư phòng Vạn Duy, hình như đang ở. Trong tay ta, Diệp Huyên cười đáp. A Kỳ nhìn hắn một cái rồi im lặng. Hai người tiếp tục đi về trước. Chừng nửa giờ sau, A Kỳ dừng lại, nhìn về một ngọn núi cách đó không xa, có bảy mấy pho tượng đá ở trước. A Kỳ, chính là nơi kia. Trong lòng núi này từng là nơi cư ngụ của một vị thần, nhưng đã bỏ mạng sau trận đại chiến ban sơ ấy. Diệp Huyên hỏi, có nguy hiểm không? Nàng ta gật đầu, chắc chắn có. Nơi này đã được phát hiện từ trước rồi nhưng không có ai vào. Diệp Huyên nhìn vào trong lòng núi, hỏi thầm, tiền bối có cảm nhận được tình hình bên trong không? Tầng 9, an toàn. Không có gì hết, vào đê. Diệp Huyên đen hết cả mặt. Cái quái gì thế này? Người này rõ ràng muốn bịp hắn. A Kỳ lên tiếng, chúng ta vào thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người chẳng mất bao lâu đã đi đến trước lòng núi, nhìn vào chỉ thấy một màu đen nhánh. Diệp Huyên đưa thần thức vào trong dò xét, nào ngờ chỉ vừa xâm nhập đã biến mất. Hắn không khỏi nhăn mày. A Kỳ lên tiếng, vô dụng thôi. Nơi này rất đặc biệt, thần thức không vào được. Diệp Huyên nhìn sang, cùng vào chứ. Nàng ta gật đầu. Sau khi đi vào lòng núi, Diệp Huyên bỗng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình dồn xuống. Hắn không khỏi cau mày, nghĩ thầm nơi này không đơn giản. Bỗng tiếng A Kỳ vang lên, ta cảm giác được đằng trước có thứ gì, đi thôi. Nàng ta tăng tốc, Diệp Huyên cũng làm theo. Một chốc sau, hai người đã đi vào sâu trong lòng núi. Không gian bốn phía vẫn đen đặc một màu, không thấy được gì. Nhưng hai người đều là người tu hành nên cũng không gặp cản trở. Bỗng nhiên, A Kỳ dừng bước, nhìn sang Diệp Huyên. Hắn cười hỏi, sao vậy, A Kỳ cô nương?
Nàng ta nhoẻn môi, ai cũng nói ngươi thông minh, ta lại thấy không phải. Diệp Huyên vẫn duy trì nụ cười, cô nương nói vậy là có ý gì? A Kỳ lùi về sau một bước, đúng lúc ấy, bốn sợi xích màu đen bỗng bắn ra từ các phía, Diệp Huyên chưa kịp phản ứng đã bị chúng trói gô lại. Không gian xung quanh bừng sáng, Diệp Huyên nhìn thấy bốn lão già áo đen đứng quanh hắn, mỗi người cầm một đầu sợi xích. Diệp Huyên nhìn A Kỳ, cô nương, thế này là sao đây? A Kỳ chỉ cười, ngươi nói thử xem. Diệp Huyên hạ giọng, A Kỳ cô nương, ta chỉ muốn biết một điều trước khi chết, các người rốt cuộc là ai? A Kỳ cười, phù đồ cổ tộc. Bốn chữ này khiến đôi mắt Diệp Huyên nheo lại. Đúng lúc ấy, ở tiệm cầm đồ xa xôi tại ngục tối vô biên, tiểu đạo đang nằm bò trên quầy bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt tràn ngập băng giá, định giỡn mặt ta à? Phù đồ cổ tộc. Trong sơn động, Diệp Huyên không nói gì. Hắn vốn cho rằng những người này là người hộ đạo, nào ngờ lại là phù đồ cổ tộc. Hắn lắc đầu cười, vẫn nên nhổ cỏ tận gốc mới phải. Không đuổi tận giết tuyệt, nhất định sẽ có hậu hoạn. A Kỳ, hối hận rồi chứ? Hắn cười, hơi hơi. A Kỳ đi đến trước mặt hắn, Diệp Huyên, phù đồ cổ tộc ta vốn không thù không oán với ngươi, vậy mà tiểu đạo ngươi dẫn theo kia lại bức tử những cường giả đứng đầu tộc ta. Ngươi cũng thật là độc ác đấy. Diệp Huyên lắc đầu cười, cô phải hiểu rõ điều này, là phù đồ tộc của cô hại bạn ta trước chứ không phải Diệp Huyên ta chủ động trêu chọc các người, hiểu chưa? Sắc mặt A Kỳ dần trở nên dữ tợn, nhưng bạn ngươi vẫn còn sống tốt, chúng ta lại mất đi những cường giả mạnh nhất. Diệp Huyên nhếch môi, nếu chúng ta không có sức mạnh ngần ấy thì người mất mạng chính là chúng ta. Mà cô khi ấy liệu có đến chất vấn phù đồ cổ tộc như bây giờ không? Chắc chắn là không. A Kỳ bỗng bật cười, người nói rất phải. Thế giới này kẻ thắng làm vua, phù đồ cổ tộc ta yếu hơn nên đáng bị diệt tộc. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Huyên, ta rất muốn biết suy nghĩ của ngươi vào lúc này đấy. Diệp Huyên chớp mắt, ta chỉ nghĩ là các người không thích sống nữa sao? Nghe vậy, đôi mắt A Kỳ nheo lại, vậy ngươi ra tay thử xem. Diệp Huyên lập tức siết tay lại. Quỳnh! Một luồng sức mạnh khổng lồ ngưng tụ trên tay phải hắn. Nào ngờ những sợi xích đỏ quấn quanh người hắn bỗng run lên, từng luồng sức mạnh bí ẩn đỏ chói không ngừng tuôn vào cơ thể hắn. Chỉ trong giây lát, sức mạnh của Diệp Huyên đã tan biến. Những sợi xích này có bất thường, hắn không khỏi cau mày. A Kỳ cười, đây chính là cấm linh tù trận của Thiên Tông ta, đừng nói là ngươi, cho dù có là tiểu đạo cũng không thể vận dụng bất kỳ sức mạnh nào khi bị vây nhốt. Diệp Huyên lắc đầu, ta thừa nhận những thứ này không tệ, nhưng cô nói thế là hơi khoác lác rồi. A Kỳ đang toan mở miệng thì bỗng thấy một người đàn ông trung niên đi đến từ đằng xa, bèn vội vàng thi lễ, đại trưởng lão. Đây chính là đại trưởng lão Thiên Tông, Thiên Kỳ. Ông ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyên cũng cười đáp, ta còn tự hỏi phù đồ cổ tộc làm sao mà dám đụng vào ta, thì ra là đã có chỗ chống lưng. Thiên Kỳ, Diệp công tử, chúng ta muốn thực hiện một giao dịch cùng ngươi. Chúng ta muốn hai thứ ở trong tay ngươi là thư phòng Vạn Duy và tháp giới ngục, nhưng theo ta biết, chúng đã nhận ngươi làm chủ. Muốn mở cửa thư phòng phải được chủ nhân cho phép, Diệp công tử có thể giúp chúng ta việc nhỏ này được chứ? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không nhờ vả suông. Sau khi có được thư phòng, chúng ta sẽ cho công tử chết đẹp một tí, không đến nỗi mất thể diện. Thấy Diệp Huyên im lặng, ông ta tiếp lời, nếu công tử không đồng ý, ta vẫn đề nghị công tử nên phối hợp với chúng ta thì hơn. Ngoài ra, Diệp công tử cũng đừng phí công cầu cứu hay phản kháng. Chúng ta đã bỏ ra cái giá rất đắt để bắt giữ ngươi, ngươi sẽ không thể truyền bất kỳ tin tức gì ra ngoài. Cho dù người đến có là cô gái váy trắng kia, chúng ta cũng có cách đối phó. Diệp Huyên nhìn ông ta, các ngươi biết nàng ấy. Thiên Kỳ cười, tất nhiên, để đối phó ngươi, chúng ta bắt buộc phải điều tra ngọn ngành về ngươi. Hắn cười, vậy các ngươi không sợ nàng sao? Thiên Kỳ, nàng ta cũng chỉ là người, có chút mạnh hơn người thường mà thôi. Có gì phải sợ? Diệp Huyên gật đầu, ông nói rất có lý, nhưng... Khóe môi hắn vểnh lên, các ngươi đánh giá thấp ta rồi. Vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân réo rắt vang khắp hang động, một thanh kiếm bay vút ra từ trong người Diệp Huyên. Kiếm Thiên Chu xuất hiện,
nện lên những sợi xích. Choang! Chúng run lên bần bật nhưng chỉ nứt ra chứ không vỡ. Thiên Kỳ cười, xích này do đại trận ngưng tụ mà thành, cho dù kiếm của ngươi có siêu phàm đến đâu cũng không thể lập tức chém vỡ chúng. Sau đó, nụ cười trên gương mặt ông ta dần biến mất, đây là cơ hội cuối cùng, Diệp công tử, đừng chọn sai. Diệp Huyên cười, đánh ta đi. Đôi mắt Thiên Kỳ khẽ nheo lại, xem ra Diệp công tử đây không thích uống rượu mời, chỉ muốn uống rượu phạt. Ông ta đưa tay ra, một ngọn lửa trắng ẩn xuất hiện, công tử có biết đây là... Diệp Huyên bật cười, bớt nói nhảm, đánh đi. Thiên Kỳ nhìn hắn một cái, một giây sau đã ấn ngọn lửa vào người hắn. Quỳnh! Cả người Diệp Huyên bốc cháy, nhưng hắn lại chẳng có chút mệnh hệ gì. Bởi vì ngọn lửa này hiển nhiên không cao cấp bằng giáp trúc long. Thấy vậy, sắc mặt Thiên Kỳ trở nên khó coi vô cùng. Ông ta biết Diệp Huyên có một món bảo giáp trên người, chỉ không ngờ rằng nó lại lợi hại đến vậy. Ông ta mở miệng ra định nói gì đó thì Diệp Huyên đã gầm lên. Quỳnh! Một luồng kiếm ý khổng lồ tuôn trào từ cơ thể hắn. Ầm! Bốn sợi xích trói lấy hắn bị chấn vỡ. Hắn vung tay lên, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay, sau đó chém ra. Quỳnh! Những sợi xích kia tan biến hoàn toàn. Thiên Kỳ biến sắc. Đang muốn ra tay thì một tia kiếm quang đã lóe lên. Cánh ác ma. Tốc độ này nhanh đến nỗi nếu Thiên Kỳ không kịp phản ứng thì đã bị chém đầu. A Kỳ thấy vậy thì thất sắc, đang định ra tay thì kiếm của Diệp Huyên đã gác ngang cổ. Nàng ta cứng đờ, trừng trừng nhìn hắn, vừa mở miệng thì mũi kiếm đã đâm tới. Phụp. Xuyên thủng yết hầu A Kỳ. Đôi mắt nàng ta trợn lên, sau đó bị Diệp Huyên vung kiếm chặt đầu. Hắn trước giờ đều không nhân từ với kẻ địch. Mấy lão già áo đen còn lại thấy vậy thì nhao nhao trốn chạy, nhưng không ai nhanh bằng kiếm của Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc sau, trong hang động chỉ còn lại mình hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lần sau, đừng mong ta nhân từ nữa. Bỏ qua cho phù đồ cổ tộc là quyết định sai lầm. Diệp Huyên không thèm thu lấy những món bảo vật rác rưởi, không đáng để hắn chú ý ấy. Hắn chỉ nhìn mấy cái xác rồi rời đi. Chấm chấm chấm. Ngục tối vô biên. Hôm ấy, có một người đàn ông mang mặt nạ đi vào phù đồ cổ tộc, khi rời đi thì toàn bộ cường giả từ sinh tử cảnh trở lên của bộ tộc đã bỏ mạng, đầu bị treo lên trong đại điện. Cường giả khắp ngục tối sôi trào, ai nấy đều chỉ muốn hỏi một câu. Là ai làm? Tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Tiểu đạo đang nằm ngáy o o trên quầy thì một người đàn ông che mặt xuất hiện ở cửa. Khẽ thi lễ, việc dễ dàng này không tính là báo ân. Ngày khác nếu cô nương còn có việc, cứ phân phó một tiếng là được. Nói xong, hắn ta lặng lẽ biến mất, để lại tiểu đạo vẫn còn say giấc. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi sơn động, Diệp Huyên nhìn bốn phía một lượt rồi xoay người rời đi. Hắn cất bước đi về bên phải, không mất bao lâu đã đến một phế tích đổ vỡ, nhìn thấy một pho tượng cụt tay cụt chân bên trong. Diệp Huyên vừa đặt chân vào thì một giọng nói đã vọng ra, ô. Nghe vậy, hắn lập tức dừng bước, ngẩng đầu quan sát gần đó nhưng không cảm nhận được khí tức gì. Diệp Huyên nhìn một hồi, tiền bối. Không ai đáp lời. Diệp Huyên do dự một hồi rồi lại đi đến trước pho tượng, thấy nó chỉ còn lại cái đầu. Hắn quan sát nó hồi lâu rồi hỏi, tiền bối. Một giọng nói truyền ra từ cái đầu, trên người ngươi có khí tức ác ma. Diệp Huyên đanh mặt, xem ra giọng nói này chính là thần linh. Hắn cười, tiền bối, bây giờ đã không còn là thời kỳ cổ đại nữa rồi. Thần linh im lặng, hắn tiếp lời, tiền bối có truyền thừa gì không? Tầng 9 bỗng lên tiếng, ngươi nói khéo một tí được không? Diệp Huyên nghiêm mặt, khéo làm quái gì, muốn thì cứ hỏi thẳng thôi. Da mặt ngươi còn dày hơn cả cô gái váy trắng nữa đấy. Diệp Huyên. Thần linh kia bỗng nói, trên người ngươi có khí tức của ác ma. Con người, ngươi đã tiếp xúc với ác ma ư? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, nhưng ta là người tốt, siêu siêu tốt. Thần linh im lặng một hồi rồi nói, ngươi đi đi. Diệp Huyên cân nhắc một phen rồi nói, tiền bối xem ta này, ngươi sẽ không gặp ai tốt hơn nữa đâu. Nếu ngươi có truyền thừa hay bảo vật gì đó thì ta là lựa chọn tốt nhất đấy. Tầng 9. Thần linh, con người, ta không có truyền thừa, cũng chẳng có bảo vật. Ta không hợp với ngươi,
người có thể đến chỗ khác tìm xem. Diệp Huyên nghiêm mặt, ta nghĩ tiền bối có thể cân nhắc lại xem. Ta là người cực tốt luôn, nếu tiền bối truyền lại cho ta, ta có thể phát huy nó, tái hiện lại thời huy hoàng của thần linh tộc. Đối phương im lặng. Diệp Huyên đang muốn nói tiếp thì thần linh lại lên tiếng, con người, ta đã nói thẳng đến vậy rồi, ta không muốn truyền lại cho ngươi. Ngươi, đừng làm khó ta. Diệp Huyên nghiêm giọng, tiền bối nhìn lại ta rồi suy nghĩ lại mà xem, nếu người bỏ lỡ ta thì sẽ hối hận đấy. Thần linh kia im lặng thật lâu mới nói, hình như ngươi cũng không tệ. Tầng 9, má nó. Chấm chấm chấm. Nghe thần linh nói thế, Diệp Huyên vui vẻ trong lòng, đúng lúc này, thần linh lại nói tiếp, nhưng trên người ngươi có hơi thở của ác ma. Hơi thở của ác ma. Diệp Huyên cạn lời. Sao tên này cố chấp thế? Diệp Huyên khẽ thở dài, thôi vậy, nếu tiền bối không muốn giao truyền thừa lại cho ta thì ta cũng không cưỡng cầu. Tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc hắn vừa xoay đi, ba thanh kiếm bỗng rơi khỏi người hắn. Là ba thanh phàm kiếm. Diệp Huyên vội vàng nhặt ba thanh kiếm lên, lúc này thần linh mới bật thốt, là phàm kiếm. Diệp Huyên dừng bước lại. Hắn xoay người nhìn về phía pho tượng thần linh rồi cười nói, tiền bối biết kiếm này à? Thần linh trầm giọng đáp, nhân loại, người thật không đơn giản. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, đâu có, ta bình thường lắm. Thần linh im lặng một lúc rồi nói, nhân loại, tại sao trên người ngươi lại có hơi thở của ác ma? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó lấy cánh ác ma ra, khi ta vừa đến đây đã đi ngang qua một nơi không biết tên. Ở đó có một giọng nói gọi ta lại. Hắn nói ta thiên phú dị bẩm, trăm vạn năm khó gặp, sau đó đưa thứ này cho ta. Ban đầu ta đã từ chối rồi, nhưng không nhận thì hắn lại không cho ta đi, hết cách, thế là ta đành phải nhận lấy. Thần linh trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, tiền bối, người không giao truyền thừa cho ta cũng không sao, nhưng ta có thể hỏi người một chuyện không? Chuyện gì? Diệp Huyên lấy tấm bản vẽ tiểu đạo đưa cho mình ra. Trên đó là đá ác linh nàng ta muốn hắn tìm. Tiền bối, ta phải đi đâu để tìm thứ này? Thần linh khẽ đáp, đây là đá ác linh, thiện ác cùng tồn tại, nắm giữ hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng với nhau. Ngươi không có được đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? Đây là thánh vật của cả thần linh tộc và ác ma tộc chúng ta. Năm đó xảy ra đại chiến cũng có một phần nguyên nhân từ vật ấy mà ra. Sắc mặt Diệp Huyên sầm lại. Tiểu đạo kia muốn gài bẫy nhau à? Bảo mình đến tìm thứ này. Thần linh kia lại nói, nhân loại, cánh ác ma trong tay ngươi là hai cánh của lão tổ ác ma, ngươi đã nhận được truyền thừa của tên đó. Vừa dứt lời, một luồng áp lực vô hình bỗng xuất hiện ở chung quanh. Nghe thế, Diệp Huyên híp hai mắt lại, tên này muốn giết hắn. Diệp Huyên cười nói, tiền bối. Sao người không suy nghĩ thử xem tại sao lão tổ ác ma kia lại giao cánh này cho ta? Thần linh im lặng. Diệp Huyên lại nói, bây giờ đã không còn là thời cổ đại khi trước nữa rồi, tiền bối, ta cảm thấy thần linh tộc các ngươi nên thay đổi suy nghĩ đi. Thần linh hỏi, ngươi muốn nói gì? Thật ra ta cũng không quá để tâm đến truyền thừa hay bảo vật gì đó của tiền bối đâu. Thần linh cười khẽ, thật à? Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra. Kiếm Thiên Chu và Giáp Trúc Long xuất hiện trong tay hắn, tiền bối, bảo vật của người có được như này không? Thần linh im lặng. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì thần linh đã lên tiếng, cũng không kém cạnh ngươi. Diệp Huyên lại mở tay ra, bút thiên đạo xuất hiện, còn cái này. Thần linh hoàn toàn lặng thinh. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta thật sự không quá cần bảo vật của người, chỉ là muốn kết thiện duyên với thần linh tộc mà thôi. Nhưng thôi cũng không sao. Chuyện này không bắt buộc được. Nói xong, hắn thu bảo vật mình lại rồi xoay người rời đi. Lúc này, giọng của tầng 9 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, người nghĩ hắn sẽ gọi ngươi trở lại à? Diệp Huyên cười nói, ta cảm thấy là sẽ. Tầng 9, tại sao? Bởi vì lòng tò mò. Vừa dứt lời, giọng thần linh phía trong đã vang lên, nhân loại. Nhưng Diệp Huyên vẫn không dừng lại, hắn tiếp tục bước đi. Hơn nữa còn tăng tốc. Nhân loại. Thần linh kia lại gọi. Diệp Huyên vẫn không dừng lại. Khi hắn sắp bước ra khỏi khu vực này thì bỗng có một luồng uy thế đột nhiên phủ phục xuống xung quanh Diệp Huyên.
Diệp Huyên dừng bước lại, hắn xoay người, tiền bối. Thần linh, nhân loại, giao dịch với nhau không? Diệp Huyên cười nói, giao dịch gì? Ngươi loại bỏ một phong ấn giúp ta, ta sẽ cho ngươi một chí bảo của mình, ngươi thấy thế nào? Phong ấn gì? Một phong ấn nhỏ thôi. Diệp Huyên lắc đầu. Hắn mới không thèm tin lời nói dối này của thần linh, nhưng hắn cũng không từ chối. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ngươi sẽ không làm hại ta chứ? Lựa chọn nằm ở ngươi. Cho ta xem bảo vật của tiền bối trước đi. Thần linh im lặng một lát, chẳng mấy chốc, trước mặt Diệp Huyên hiện lên một chiếc khiên màu vàng hư ảo, mặt khiên vàng óng, ở giữa có một bàn tay cũng vàng nốt, quanh rìa khiên còn có một dãy phù văn quỷ dị từ thời cổ đại. Diệp Huyên hỏi, đây là gì vậy tiền bối? Khiên tu di, ẩn chứa tu di chi lực, có thể cản lại vô số thần thông bí kỹ, cho dù là thanh kiếm trong tay ngươi cũng khó lòng chém phá được nó. Có được tấm khiên này, ngươi sẽ hiểu được như thế nào là đứng ở thế bất bại. Khiên tu di. Diệp Huyên im lặng. Lúc này tầng 9 đột nhiên lên tiếng, tiểu tử, ta không biết nên nói như nào nữa, nhà ngươi đó, vừa có khiên vừa có giáp, lại còn thêm bất tử chi thân, còn có lồng thiên địa tiểu đạo kia đưa cho ngươi nữa. Ngoại trừ mấy cường giả tuyệt thế ra, ta thấy chẳng ai giết chết được ngươi đâu. Diệp Huyên cũng có chút cạn lời. Mình bây giờ quả thật đã trở thành một tồn tại có đành hoài cũng không chết. Tất nhiên đây là chuyện tốt. Diệp Huyên nhận lấy khiên tu di rồi nhìn thần linh ở trước mặt mình. Thần linh nói, từ đây đi 1200 dặm về phía bên phải, sẽ có một cái giếng cạn, trên miệng giếng có phong ấn, ngươi giải trừ phong ấn đó đi là được. Diệp Huyên cười nói, tiền bối không sợ ta cuỗm bảo vật chạy trốn à? Thần linh đáp, ngươi là một người thông minh. Diệp Huyên cười cười, sau đó xoay người rời đi. Sau khi ra khỏi khu phế tích, Diệp Huyên ném khiên tu di vào tháp giới ngục rồi hỏi, tiền bối giúp ta xem thử cái khiên này có vấn đề gì không? Tầng 9 cười, ngươi không tin hắn à? Diệp Huyên gật đầu, ra ngoài thì nên đề phòng nhiều thứ. Tấm khiên này có vấn đề đấy. Diệp Huyên híp mắt lại, tầng 9 lại nói, trong tấm khiên này có một sợi ý chí cực kỳ mạnh mẽ, nó giấu rất sâu trong khiên, cũng rất khó phát hiện. Chắc do đối phương sợ ngươi chạy trốn nên để lại sợi ý chí này, mà tất nhiên cũng có thể là hắn có ý đồ riêng. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Tiểu tử, chỗ này có chút phức tạp, phải cẩn thận đấy. Diệp Huyên nói, là sao? Hơi thở, trong này có vài hơi thở vô cùng mạnh mẽ, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chẳng có lấy một tiếng động gì. Chỗ này quá an tĩnh. Diệp Huyên đẩy nhanh tốc độ, chỉ chốc lát hắn đã đến được cái giếng cạn thần linh nói, cái giếng này không lớn, bốn phía quanh nó là từng sợi xích sắt đen kịt, đám xích này được khắc khảm vào đất đai, mà chung quanh còn có một vài khúc xương chân tay cụt lùn vươn vãi khắp nơi. Diệp Huyên đi đến trước cái giếng cạn, hắn cúi người nhìn xuống bên trong có gì, nhưng chỉ đen kịt một màu, chẳng thấy được gì khác. Diệp Huyên quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt hắn rơi xuống những sợi xích sắt kia, trên đó có những phù văn thần bí còn đang lấp lóe ánh sáng. Diệp Huyên hỏi trong lòng, tiền bối, người có thể cảm nhận được hơi thở ở phía dưới không? Tầng 9, có thể. Hơi thở rất mạnh mẽ, người nghĩ cho kỹ. Diệp Huyên cười cười, sau đó rút kiếm thiên chu chém về phía trước một nhát. Keng! Xích sắt nứt ra, Diệp Huyên lại chém xuống một nhát nữa. Đám xích sắt kia lập tức vỡ vụn. Mà lúc này, sâu trong giếng cạn đột nhiên rung lên, dần dần, một hơi thở bắt đầu tràn ra từ trong giếng cạn. Luồng hơi thở này càng ngày càng mạnh, khoảng chừng một phút sau, một người đàn ông chậm rãi bước ra khỏi giếng, ngoại hình của người này không khác gì nhân loại, nhưng có điều mắt hắn lại có màu xám. Thần linh! Diệp Huyên nhìn thần linh kia, thần linh lại bỗng hỏi, nhân loại, ngươi không quỳ xuống sao? Nghe thấy câu này, Diệp Huyên cay mày lại. Giọng nói này chính là giọng hắn nghe được khi nãy ở khu phế tích. Rõ ràng người trước mặt này chính là thần linh đã cho hắn khiên tu di. Thần linh hạ mắt xuống nhìn Diệp Huyên rồi cười nói, ở thời cổ đại, nhân loại là nô lệ của chúng ta. Diệp Huyên cười đáp, ngươi muốn ta quỳ xuống à? Thần linh nhìn Diệp Huyên, nhân loại, thần phục thần linh tộc ta không phải chuyện xấu hổ gì.
Năm đó không biết có bao nhiêu người muốn trở thành nô lệ cho ta đâu, người biết không? Diệp Huyên lắc đầu, ta thấy ác ma ổn hơn đấy. Ác ma? Bây giờ coi như hắn cũng đã hiểu ra rồi. Thần linh này quá tự phụ. Có lẽ ở thời cổ đại, địa vị của nhân loại kém xa ác ma và thần linh, thế nhưng hiện tại đang là thế giới của nhân loại. Mà những thần linh này vẫn nghĩ mình cao cao tại thượng, tự cho mình hơn người. Diệp Huyên lắc lắc đầu, các hạ, ước định ban đầu của ta và ngươi đã hoàn thành, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, thần linh kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhân loại, thật không dám giấu giếm, ta nhìn chúng vài món bảo vật ban nãy ngươi lấy ra. Diệp Huyên cười, rồi hỏi, ngươi biết tại sao ta lại dám lấy mấy món đó ra trước mặt ngươi không? Thần linh nhìn Diệp Huyên, ngươi có chỗ dựa. Diệp Huyên cười nói, cứ tưởng ngươi thông minh thế nào, nhưng giờ xem ra ngươi vẫn còn đang đắm chìm vào thời đại của mình nhỉ. Thần linh đột nhiên xòe tay phải ra, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên đánh đến phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đứng bất động tại chỗ, mặc cho luồng sức mạnh kia dội thẳng lên người mình. Diệp Huyên lùi lại vài trượng, nhưng không hề bị gì cả. Thấy cảnh này, thần linh bỗng híp hai mắt lại, giáp tốt lắm. Nói xong, hắn ta định ra tay tiếp, nhưng lúc này sau lưng Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, tích tắc sau, hắn đã biến mất. Trong mắt thần linh kia đột nhiên co lại, hắn ta vung ngang tay đỡ lại. Xoẹt! Một thanh kiếm xuyên thẳng cánh tay, đâm vào giữa hàng mày của hắn ta. Thần linh cả kinh trong lòng, hắn ta không lùi lại mà vội tiến lên đấm một quyền vào bụng Diệp Huyên. Oanh! Thân thể Diệp Huyên run lên kịch liệt, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mà gần như cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyên đâm thẳng về phía bụng của thần linh. Nhưng phản ứng của tên này vô cùng nhanh nhạy, hắn ta lập tức lùi ra ngoài hơn 10 trượng, sau khi dừng lại, hắn xòe tay phải lên, ra đây. Trong cơ thể Diệp Huyên, khiên tu di kia rung lên liên tục, nó muốn xông ra ngoài, nhưng lại bị tháp giới ngục trấn áp lại. Thấy cảnh này, thần linh bỗng híp hai mắt lại, sao có thể? Diệp Huyên cười hỏi, bất ngờ không? Thần linh trầm mặc, một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu hữu. Đây thật ra chỉ là một hiểu lầm. Ta chỉ muốn xem thử thực lực của ngươi trước, sau đó mới giao truyền thừa lại cho ngươi. Ta nói thật đấy. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, các hạ, làm người đừng vô liêm sỉ như thế. Diệp Huyên vừa nói xong, thần linh kia đã xoay người bỏ chạy. Đúng lúc này, cánh ác ma bỗng xuất hiện sau lưng Diệp Huyên, phút chốc sau, Diệp Huyên đã biến mất không còn thấy đâu, phía xa xa, một luồng kiếm quang lặng thinh xuất hiện. Thần linh kia đột nhiên xoay người đấm ra một quyền, trên nắm đấm ấy còn có một luồng kim quang bắn ra. Kiếm quang của Diệp Huyên lập tức bị ép dừng lại, nhưng một khắc sau, một thanh kiếm lại phóng ra từ trong luồng kiếm quang. Xoẹt! Chiêu kiếm này lập tức chém nát luồng kim quang, đâm thẳng về phía thần linh. Thấy cảnh này, trong mắt của thần linh đột nhiên co lại, hắn ta không dám đỡ trực tiếp chiêu kiếm của Diệp Huyên mà vội lùi ra sau hơn trăm trượng. Thần linh nhìn Diệp Huyên, đang định nói chuyện thì kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên đột nhiên bay ra. Xoẹt! Một tia kiếm quang như sấm rền bắn ra, nơi nó đi qua, từng tầng không gian bị xé rách. Nhìn thấy chiêu kiếm này, sắc mặt thần linh lập tức thay đổi, chiêu kiếm này của Diệp Huyên quá nhanh. Nhanh đến mức hắn ta không thể né tránh được. Thần linh đột nhiên lùi một chân phải ra sau, tay chắp ngang trước ngực rồi đưa lên đỉnh đầu chấn thương khung. Một luồng kim quang đột nhiên chút xuống từ áng mây phía chân trời, luồng kim quang kia nháy mắt đã bao trùm lấy xung quanh thần linh, mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã lao đến. Một âm thanh tự sấm nổ vang vọng khắp đất trời. Luồng kim quang kia rung lên dữ dội, sau đó xuất hiện một vết nứt bé bé, nhưng không hề vỡ ra. Diệp Huyên ngừng lại, hắn đánh giá luồng kim quang này một chút, kiên cố lắm. Đúng lúc này, thần linh đột nhiên gằn giọng lên, nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Huyên nhìn về phía thần linh, ta khinh người quá đáng. Ngươi đang giỡn mặt hả? Thần linh kia nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, phàm kiếm. Hắn ta biết tại sao mình lại bại dưới tay người trước mắt này. Phàm kiếm. Kiếm đạo của Diệp Huyên đã nhập phàm, hơn nữa quan trọng nhất là Diệp Huyên có trang bị. Cả người hắn toàn là trang bị hạng khủng.
thần linh kia còn định nói gì đó thì thấy cánh ác ma sau lưng Diệp Huyền bỗng vỗ lên, một khắc sau, một âm thanh như xé rách không gian vang lên, sắc mặt thần linh tái đi, hắn ta đột nhiên lùi mạnh về sau, cùng lúc đó lại chắp hai tay trước ngực, rồi lại đưa lên trên đỉnh đầu toái diệt tinh thần. Trên hai tay hắn ta bỗng xuất hiện một trường kiếm vàng óng hư ảo xé không lao đi, nháy mắt trường kiếm màu vàng óng kia xuất hiện, toàn bộ đất trời bỗng trở nên mờ ảo, đúng lúc ấy, thần linh đột nhiên búng tay, một giọt máu vàng bắn ra giữa không trung, sau đó nhỏ xuống thân trường kiếm vàng kia. Nháy mắt khi máu hòa vào kiếm, thân kiếm rung lên kịch liệt, không gian bốn phía bỗng chốc biến mất. Lúc này đây, thanh trường kiếm vàng kia đã mạnh hơn rất nhiều. Phía xa xa, Diệp Huyên ngây cả người. Kiếm. Lâu lắm rồi hắn chưa hấp thụ kiếm. Diệp Huyên không hề phản kháng, mà không chỉ không phản kháng, hắn còn thu giáp trúc long lại, thế là thanh trường kiếm kia trơn tru đâm thẳng vào cơ thể hắn. Thân thể Diệp Huyên run lên kịch liệt, một luồng sức mạnh cường đại bộc phát từ trong cơ thể hắn, không gian bốn phía lập tức sôi sục lên. Thấy cảnh này, thần linh ở phía xa xa ngây ra. Cho gì vậy? Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi, cảm giác thôn tính này thật sự rất thoải mái. Diệp Huyên nhìn về phía thần linh, còn nữa không? Thần linh nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, hắn ta dứt khoát xoay người bỏ chạy mà không chút do dự, tốc độ cũng cực nhanh, chớp mắt đã biến mất ở phía xa xa. Hắn ta biết bản thân không phải là đối thủ của nhân loại này. Diệp Huyên ở đằng xa đột nhiên dẫm chân phải xuống, cánh ác ma sau lưng hắn lập tức vỗ đập. Một khắc sau lưng thần linh kia xuất hiện một tia kiếm quang. Xoẹt! Không gian đằng sau thần linh lập tức vỡ vụn. Thần linh biến sắc, hắn ta vội quay người lại, hai tay chặp vào nhau, nhanh chóng tụ thành một thanh kiếm, nhưng tích tắc sau hai tay của hắn ta đã bị chém đứt. Xoẹt! Máu tươi bắn tung tóe. Thần linh hoảng hốt ở trong lòng, hắn ta định bỏ chạy, nhưng kiếm của Diệp Huyên lại nhanh hơn. Bù! Đầu của thần linh bị một chiêu kiếm xuyên thủng. Thần linh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nhân loại đáng chết, người dám khinh nhờn thần linh. Diệp Huyên hơi cong khóe môi lên, sau đó tước kiếm ra. Xoẹt! Đầu của thần linh lập tức bay ra ngoài. Máu tươi bắn như suối. Máu của hắn ta màu vàng nhạt, không giống với nhân loại. Diệp Huyên đánh giá thần linh kia một chút, hắn cất kiếm đi rồi nhẹ giọng nói, tiền bối. Thực lực của ta hiện đã đạt đến mức nào rồi? Tầng 9, ta cũng không biết người đang ở mức độ nào, bởi vì ngươi có nhiều thần trang quá. Nếu không tính thần vật vào thì cảnh giới của ngươi là phàm kiếm, tất nhiên đạt được mức này cũng đã không tầm thường rồi. Nhưng mà ví như khi nãy, nếu không tính hết thần vật vào thì ngươi hoàn toàn không thể kết liễu tên ngu kia dễ dàng như vậy được, nhưng có thêm thần vật vào thì tên ngu này không còn là đối thủ của ngươi nữa. Nói xong. Tầng 9 dừng một chút rồi mới tiếp, cộng thêm những thần vật này vào, thực lực hiện tại của ngươi có thể nói là trừ một vài cường giả tối thượng ra, thì rất khó có thể giết được ngươi. Diệp Huyên nói, một vài cường giả tối thượng. Kiểu như A-La ấy. A-La. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đang định nói chuyện thì tầng 9 đã lên tiếng, kiểu như A-La là có thể dễ dàng giết chết được ngươi, ngoài ra cũng có vài người nữa, ví như ác ma lúc trước ngươi gặp kia. Đối phương chắc chắn cũng có thể giết được ngươi, nhưng tất nhiên là phải đánh đổi một cái giá lớn mới làm được. Nói đơn giản hơn thì là, nếu không có thần vật, rất nhiều người có thể giết chết ngươi, còn nếu có thần vật thì chẳng có mấy ai làm gì được ngươi. Diệp Huyên gật gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn xòe tay ra, khiên tu di lại xuất hiện trong tay hắn, sau khi thần linh kia chết thì sợi ý chí ở trong khiên tu di cũng đã biến mất. Diệp Huyên nhỏ một giọt máu tươi của mình vào trong khiên, chẳng mấy chốc, hắn đã xây dựng được một mối liên hệ giữa mình với khiên tu di. Một lát sau, Diệp Huyên đánh giá khiên tu di trong tay mình, khóe miệng hắn hơi cong lên, độ cứng rắn của cái khiên này không hề kém cạnh giáp trúc long. Thần vật! Hiện tại có khiên tu di, giáp trúc long, lại thêm bất tử chi thân, quả thật hắn có muốn chết cũng khó. Da dày thịt béo! Diệp Huyên cất khiên tu di đi rồi nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt hắn rơi xuống cái giếng cạn, hắn do dự một lát rồi sau đó nhảy xuống giếng, khoảng chừng nửa canh giờ hắn mới cảm giác được mình đã tiếp đất, mà trong cái giếng này lại có một không gian khác. Dưới giếng có một con đường nhỏ, Diệp Huyên men theo con đường này đi về phía trước,
lại thêm chừng nửa canh giờ sau, hắn đã đến được trước một động phủ, miệng động đóng chặt, trên cửa có phù văn phong ấn. Diệp Huyên quan sát tỉ mỉ những phù văn phong ấn này một lát, sau đó hắn bắt đầu vẽ bùa. Hắn không chọn cách cứng rắn phá cửa, mà lựa chọn dùng bùa phá bùa, dù sao hắn cũng là một thần phù sư. Cứ thế, chừng một canh giờ sau, phù văn trên cửa động phủ đột nhiên rung lên, chẳng mấy chốc, cánh cửa kia chậm rãi tách ra hai bên. Sau khi cửa mở ra, Diệp Huyên bước vào, vừa vào trong đã có một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ nơi sâu xa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn nhìn về nơi sâu thẳm kia, nhưng chỉ toàn là một màu đen kịt, không thấy được gì cả. Diệp Huyên do dự một lát rồi gọi, tiền bối. Không ai trả lời. Diệp Huyên nói thầm trong lòng, tiền bối, có cảm nhận được gì không? Không ai trả lời. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, một khắc sau, hắn vội tiến vào thức hải xem sao, nhưng hắn phát hiện tháp giới ngục đã khóa chặt cửa. Diệp Huyên không nghĩ ngợi gì nữa, hắn lập tức xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, cửa lớn trước mặt hắn đột nhiên đóng lại. Diệp Huyên dừng bước. Xảy ra chuyện rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.